Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 38. Sát thần bố y đã sớm ổn, nhưng chỉ là không tỉnh lại thôi. Tên này này rất có thể là đang giả vời. Diệp Lâm Quân chế nhạo một câu, sau đó rời đi. Thiên y, đây chính là thiên y tuyệt thế. Nhìn thấy kịch độc được thanh trừ, đông đảo học trò quỳ trên mặt đất, sôi nổi kinh ngạc hô lớn. Thiên y, ý nghĩa chính là y thuật đổi mệnh nghịch thiên, giống như được trời trợ giúp. So với thần y còn khủng bố hơn. Hách Phú Hưng đi đến, nhìn thấy mọi người quỳ trên mặt đất, nhịn không được hoảng sợ. Làm sao vậy? Biết được kịch độc trong người sát thần bố y đã được giải. Anh ta thiếu chút nữa ngất xỉu. Không thể nào. Độc này không có khả năng hóa giải được. Một khi vận công, nặng thì chết, nhẹ thì hao tổn tê liệt võ mạch. Không có khả năng được hóa giải. Đây là loại độc dược do một thế lực cổ đại trên đảo Đông Ca đặc chế để đối phó với các cao thủ võ đạo. Nhưng sự thật bày ở ngay trước mắt. Sát thần bố y đúng là đã tốt lại. Sát thần bố y nằm ở trên giường, bỗng nhiên mở mắt ra, thế mà lại là cậu ta. Ai ra, tôi nợ cậu một lần rồi. Sát thần bố y đôi mắt sáng quắc, đột nhiên quét đến Hách Phú Hưng cách đó không xa. Ánh mắt đầy hàm ý nhìn thoáng qua, sát thần bố y cười lạnh nói, từ giờ phút này tin tức tôi đã bắt đầu khôi phục, không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Đã hiểu, thưa thầy. Mọi người đồng thanh. Sau khi từ nơi này rời đi, độc tà thần hỏi, chủ nhân chúng ta hiện tại đi đâu? Đi tìm xem các nhóm thiên tài đi. Diệp Lâm Quân cười cười. Đây là kế hoạch của anh. Anh muốn chữa khỏi cho tất cả những thiên tài đã bị thế lực đảo Đông Ca thủ tiêu. Cách giải quyết đơn giản nhất là chữa trị cho thật tốt. Nhưng mà võ công đã bị phế, giới võ đạo trên Lạc Việt rộng lớn như vậy là không khả thi. Cũng như Diệp Lâm Quân trước đây. Cả đời cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng đối với Diệp Lâm Quân mà nói, không phải là việc gì khó. Thầy đã từng định hình lại võ mạch của anh như thế nào, anh cũng sẽ dùng biện pháp này. Anh phải mau chóng giúp những thiên tài này khôi phục. Thế lực trên đảo Đông Ca tiêu phí tâm tư lớn như vậy để phế bỏ những thiên tài này của Lạc Việt, chuyện này tuyệt đối đã bắt đầu. Sau đó sẽ còn có những độc chiêu khác đang chờ ngày kế tiếp, Diệp Lâm Quân du tẩu khắp nơi ở Lạc Việt. Hôm nay, thân thể của các thiên tài này khôi phục, võ công và thực lực cũng đang từng bước khôi phục. Ngày mai, những thiên tài được định hình lại võ mạch, tất cả đều đã tốt lên. Thậm chí có những người sau khi được Diệp Lâm Quân cứu khỏi, đã được chỉ điểm, thực lực tăng lên nhiều. Diệp Lâm Quân tựa như là giành giật từng giây cứu trị những thiên tài của Lạc Việt. Nhân tiện cứu trị một số những căn bệnh khó chữa, người bệnh nghèo khổ nữa. Thời gian dài trôi qua. Danh tiếng thiên y tuyệt thế càng lúc càng lớn. Thậm chí còn có danh hiệu thần y đứng đầu Lạc Việt. Tất cả các thế lực đang điều tra tung tích của vị thiên y này. Còn có vô số người muốn tìm thiên y tuyệt thế đến khám bệnh tại nhà. Nhưng nghe nói vị thần y này tính tình cổ quái, chỉ có anh tự nguyện tìm người, người bệnh tuyệt đối không tìm được anh. Có thiên y này là Lạc Việt của chúng ta thật là chuyện may mắn. Thiên sách phủ nhìn không được phát ra lời cảm khái như thế. Chuyện này chứng minh Lạc Việt của chúng ta vẫn còn có rất nhiều cao nhân lánh đời. Tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Lâm Quân làm cho. Thời đại tà thần trở lại. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân vẫn còn chưa đến mức có thể làm một cao nhân lánh đời ra tay. Anh ta nếu lại làm đến mức quá đáng, chắc chắn sẽ có cao nhân lánh đời xử lý anh ta. Vị thiên y này tôi liền cảm thấy chính là cao thủ võ đạo. Thiên y tuyệt thế mấy ngày liền đều bị theo dõi. Tích cực tra tìm thân phận của anh ta. Tuy nhiên Diệp Lâm Quân sau khi cứu trị tốt những thiên tài này, dặn dò bọn họ phải giấu thân phận của anh, chính là để sau này tạo sự kinh ngạc. Một phát dập nát âm mưu của thế lực đảo Đông Ca Can không chỉ có như thế, Diệp Lâm Quân còn sắp xếp để kiếm tà thần đi làm một số chuyện quan trọng khác. Trong khoảng thời gian này, Lý Tử Nhiệm ở Thiên Sách Phủ nói chung cũng rất tốt. Thiên Sách Phủ đã nạp Lý Tử Nhiệm cùng Văn Hy nạp tổ chức. Thậm chí còn có người hướng dẫn chuyên môn đến chỉ đạo hai người làm như thế nào để sử dụng thiên phú của chính mình, làm cho thực lực đạt đến trình độ cao nhất, bé Quân là bảo vật được sủng ái nhất của toàn bộ Thiên Sách Phủ. Nghe nói bé Quân thực lực đã đạt tới một cái cảnh giới không thể tưởng tượng. Có điều Thiên Sách Phủ lựa chọn bảo mật. Bên kia, sát thần bố y để cho bọn học trò giữ kín như bưng, nhưng Hách Phú Hưng cũng vẫn là nói ra ngoài. Tuy nhiên Hách Phú Hưng cũng sớm đã bị người của Diệp Lâm Quân cùng với sát thần bố y theo dõi.
Diệp Lâm Quân bên này thậm chí đã tra ra thân phận chân chính của Hách Vũ Hưng. Anh ta là người của đảo Đông Ca, chỉ là từ nhỏ đã bị sắp xếp ở Lạc Việt, là đang nằm vùng. Người giống anh ta như vậy còn có không ít. Diệp Lâm Quân để cho chiến đội bí mật nhất nhất điều tra ra. Trừ cái này ra, Diệp Lâm Quân còn gặp gỡ được một ít người. Những người này đều nguyện ý đi theo anh. Điều này sẽ có hiệu quả rất tốt trong thời gian tới. Từ sau lần thảm bại trước, Richard cùng với thế lực đảo Đông Ca lại lần nữa cử hành một hội nghị. Chúng ta muốn bắt đầu kế hoạch. Thế lực đảo Đông Ca sắp bắt đầu hành động rồi. Richard cũng cười cười, yên tâm đi, giai đoạn đầu tôi thực nghiệm cũng đã thành công. Rất nhanh sẽ đem sản xuất hàng loạt. Trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, nhưng đây là yên lặng trước khi bão táp đến. Một hồi gió bão xưa nay chưa từng có. Khoảng thời gian này có người phát hiện ra một hiện tượng. Theo lý mà nói thì Diệp Lâm Quân leo lên đứng đầu thiên địa bảng, lại tấn công được thiên sách phủ. Bây giờ anh có thể coi trời bằng vung, không ai có thể trị được anh. Anh sẽ không trực tiếp kéo về thời đại tà thần chứ. Làm cho Lạc Việt trăm họ lầm than, nhân gian chịu cảnh khổ sao. Không những như vậy, ngay cả bảy vị tà thần, thuộc hạ của ông ta và các thế lực lớn đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ từng người một đều như công dân tốt kiềm chế bản thân rất nghiêm. Có một tin đồn rằng huyết tà thần không dùng máu người để luyện công nữa, độc tà thần cũng không lấy người để luyện độc nữa. Thậm chí có mấy tà thần còn không giết người, cải tà quy chính rồi. Tất cả bọn họ đều thay đổi tính nết rồi. Rõ ràng bọn họ đã có thể muốn làm gì thì làm, vậy mà lại không làm gì cả. Tất cả điều này là tại sao vậy? Sự tương phản này khiến tất cả mọi người khó mà chấp nhận được. Bọn họ đều là thế lực tà thần mà. Rất nhiều người đều là bảo sao hay vậy. Người khác nói cái gì, ông ấy liền cho rằng là cái đó. 99% con người đều đã từng nghe qua nhưng chưa từng thấy quát nhưng lại đem cái nghe được cho thành thật. Có một phần nhỏ số người vẫn tỉnh táo. Rất nhanh đã phát hiện ra chỗ có vấn đề. Kể từ sau khi Diệp Lâm Quân trở thành người đứng đầu tà thần thì thay vì không những không làm nguy hại cho tình hình của Lạc Việt thì mà ngược lại còn trở nên tốt hơn. Bảy vị tà thần và phần lớn thuộc hạ càng nhận được sự thay đổi. Hơn nữa dần dần có tin tức được tung ra, bảy vị tà thần không phải là người đã phế truất mấy trăm thiên tài của Lạc Việt. Những người đó khi tấn công đều đeo mặt nạ, không dám dùng gương mặt thật để gặp người. Nhưng đây không phải là phong cách của bảy vị tà thần. Những thế lực tà thần mặc ý làm bừa, chỉ mong sao cả thế giới đều biết là do bọn họ làm. Sao có thể làm ra loại chuyện vụng trộm này chứ? Còn có manh mối của rất nhiều chuyện khác đã lộ ra, thế lực tà thần thật sự không làm ra chuyện trái lẽ thường nào. Tôi vẫn tin tưởng một chữ vương, có lẽ ông ta muốn biến những thứ tà ma ngoại đạo này thành lực lượng siêu cấp bảo vệ Lạc Việt. Tôi cũng cảm thấy như vậy, người này vẫn mãi nhận được sự tin tưởng của anh. Khoảng thời gian này Diệp Lâm Quân giống như biến mất. Điều này khiến số ít người càng thêm tin Diệp Lâm Quân. Dựa theo dữ liệu của thiên sách phủ thì tai họa đã không đến. Thời đại tà thần càng không đến. Khi mọi người đang hết sức nghi ngờ Diệp Lâm Quân thì anh gần như đã điều trị khỏi cho những nhân tài của Lạc Việt. Sau khi võ mạch khôi phục thì những thiên tài này đã tu luyện như phát điên, dựa vào tốc độ phục hồi nhanh nhất để có thực lực ban đầu. Không chỉ như vậy, Diệp Lâm Quân còn phái nhóm người tà thần ra ngoài tìm kiếm top 3 người trên thiên địa bảng mất tích. Đến lúc này, trên cơ bản toàn bộ những thiên tài của Lạc Việt đã hồi phục. Đợi đến khi thế lực đảo Đông Ca Ca có những biện pháp ứng phó, đoán chừng tất cả mọi người đều đã hồi phục hoàn toàn. Đồng thời phần lớn người sau khi nhận được hướng dẫn của Diệp Lâm Quân thì thực lực đã tăng lên rất nhiều. Nhìn chung, bây giờ những thiên tài đã được chữa xong thì càng mạnh hơn lúc trước. Tất cả mọi người đều sẽ không ngờ đến, thế lực đảo Đông Ca càng không ngờ đến. Đặc biệt là nhìn thấy mấy trăm thiên tài cũng xuất hiện ở phía sau, càng thêm sốc đến muốn khóc. Diệp Lâm Quân dường như đã bằng sức mạnh của mình phá tan âm mưu của bọn họ. Điểm quan trọng tiếp theo là Hách Vũ Hưng. Diệp Lâm Quân muốn thông qua việc nhắm vào anh ta để khai thác thế lực đảo Đông Ca ở phía sau ra, chỉ là Hách Vũ Hưng và thế lực đảo Đông Ca không biết đã bị nhắm trúng. Vào ngày này, Diệp Lâm Quân vừa chữa khỏi cho một nhân tài xong, chuẩn bị trở về cùng với độc tà thần. Trong lúc đi được nửa đường, Diệp Lâm Quân đột nhiên dừng chân lại. Đã đi theo cả đoạn đường rồi, ra đi. Diệp Lâm Quân lạnh giọng nói. Độc tà thần kinh sợ, bởi vì ông ta căn bản không cảm thấy xung quanh có người.
Diệp Lâm Quân làm sao lại cảm nhận được vậy? Ha ha ha, không hổ là người đứng đầu thiên địa bảng, bái phục bái phục. Theo giọng nói đó, một đoàn năm người xuất hiện. Trong lòng Độc Tà Thần hoảng sợ. Đối phương lai lịch như nào vậy? Bây giờ bọn họ đã thay đổi hình dạng rồi, làm sao vẫn nhận ra được vậy? Thời gian dài như vậy, ông ta và Diệp Lâm Quân đã thay đổi hình dạng, lấy thân phận thiên y mà đi khắp Lạc Việt. Từ trước đến nay không có ai nhận ra thân phận của bọn họ, xét cho cùng thì đây là thuật dịch dung mà Diệp Lâm Quân tự mình học được trong sách cổ. Có 102 trên thiên hải vậy mà có người nhìn xuyên qua được. Thật sự khiến người khác kinh sợ. Người đến chắc chắn không có ý gì tốt. Độc Tà Thần nhìn chằm chằm vào mấy người kia. Năm người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ màu máu. Ở ngực áo choàng được thêu hoa văn giá chữ thập, tổ chức kinh thánh. Diệp Lâm Quân cười và nói. Trong ý nghĩ của ông ấy, vô thức hiện ra tổ chức này. Lúc trước, Kiếm Tà Thần đã từng nhắc nhở, kẻ phản bội chạy trốn đều đi nhờ vào tổ chức kinh thánh. Tổ chức kinh thánh tuyệt đối sẽ tiến công báo thù. Không ngờ lại đến rất nhanh, là bọn họ sao? Sau khi Độc Tà Thần nghe được thì sắc mặt không ngừng thay đổi. Lão độc vật, ngay cả giọng nói của tôi mà ông cũng không nghe ra nữa sao? Một người trong năm người kia chậm rãi cởi bỏ mặt nạ màu máu, lộ ra một gương mặt mà Độc Tà Thần quen thuộc. Là Phong Tà Thần lúc đầu đi cùng Tà Thần U Minh ra nước ngoài. Còn tôi nữa, lão độc. Lại một người cởi bỏ mặt nạ, Độc Tà Thần kinh sợ. Bạo Tà Thần một thời, quả nhiên là tổ chức kinh thánh. Độc Tà Thần kinh sợ không ngót, đã bao lâu rồi không gặp bọn họ, không ngờ lại gặp lại. Nhưng mà vật vẫn như thế mà người đã đổi thay, Độc Tà Thần cảm thấy những anh em ngày xưa đã thay đổi. Không còn là những anh em hăng hái ngày trước đi theo Tà Thần Hỏa Vân nữa. Bọn họ gần như đã thay đổi thành cỗ máy máu lạnh. Các ông đến đây làm gì? Độc Tà Thần sợ hãi nhìn mấy người kia. Phong Tà Thần cười nói, chúng tôi không phải đến tìm ông đâu mà là đến tìm anh ta. Năm người của tổ chức kinh thánh đồn dập nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Chuyện gì vậy? Diệp Lâm Quân hỏi. Chúc mừng anh, trải qua thời gian dài chúng tôi quan sát. Anh có tư cách để tham gia tổ chức kinh thánh. Chúng tôi đến đây là để đón anh tham gia với chúng tôi. Phong Tà Thần nói, hử. Lời này khiến Diệp Lâm Quân và Độc Tà Thần cùng nhau sững sờ. Cái quái gì vậy? Vốn cho rằng tổ chức kinh thánh đến để tìm phiền phức. Kết quả là muốn mình tham gia. Độc Tà Thần cũng sững sờ lại. Ông ta vừa rồi còn chuẩn bị phát tín hiệu cho những người còn lại. Trận đấu của anh và sát thần bố y bao gồm cả những trận đấu trước đây, tổ chức kinh thánh đều theo dõi. Đến nay anh đứng đầu thiên địa bảng, có tư cách tham gia tổ chức kinh thánh. Trở thành thành viên cấp cao quan trọng, tương lai không hẳn là không thể trở thành người đứng đầu của tổ chức kinh thánh. Mấy người chân thành nói. Không sai. Bọn họ đến để mời Diệp Lâm Quân. Nhưng mà Diệp Lâm Quân và Độc Tà Thần nghe thấy một tầng ý nghĩa khác. Dường như người đứng đầu thiên địa bảng, loại cấp bậc cường giả này, chỉ được coi là miễn cưỡng đáp ứng ở trong tổ chức kinh thánh, mà không phải rất đáng sợ. Tổ chức kinh thánh kia khủng bố đến đâu? Người đứng đầu bảng Lạc Việt Thiên mà chỉ vẻn vẹn là có tư cách tham gia. Vấn đề này hai người đều rất tò mò. Tổ chức kinh thánh không phải là do Tà Thần U Minh lập ra sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tà Thần U Minh mạnh mẽ nhưng nhiều nhất cũng là 80-90% trình độ của Tà Thần Hỏa Vân. Vẫn chưa đạt được mức xem thường thực lực của Diệp Lâm Quân. Độc Tà Thần hỏi, ông Phong, người đứng đầu của tổ chức kinh thánh là ông Mịch sao? Phong Tà Thần lắc đầu, không, các ông quá xem thường tổ chức kinh thánh rồi. Tà Thần U Minh mạnh mẽ nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một trong 8 đại thiên sứ hắc ám thôi, chỉ có thể coi là cấp trên trong tổ chức. Nhân vật khủng bố ở trên nhiều đấy, đặc biệt là người đứng đầu, biệt hiệu là Thượng Đế Hắc Ám. Đáng sợ hơn nhiều so với Tà Thần Hỏa Vân, chủ nhân trước đây của chúng ta. Bạo Tà Thần gật đầu, đúng. Không siêu chúng tôi được coi như là làm việc vặt trong tổ chức kinh thánh. Tổ chức kinh thánh mạnh mẽ hơn 100 lần so với tưởng tượng của các ông. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Lâm Quân chỉ vỏn vẹn là có tư cách để tham gia tổ chức kinh thánh. Ngụ ý của hai người chính là Diệp Lâm Quân rất mạnh nhưng chỉ có thể đủ tư cách để tham gia tổ chức kinh thánh. Diệp Lâm Quân và Độc Tà Thần nhìn nhau đều vô cùng chấn động. Hóa ra tổ chức kinh thánh lại khủng bố như vậy. Tà Thần U Minh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ sao? Diệp Lâm Quân có đồng ý hay không?
Độc Tà Thần vẫn đang đảm chìm trong sự chấn động. Theo miêu tả của người xưa, tổ chức kinh thánh này lợi hại hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là Thượng Đế Hắc Ám tuyệt đối mạnh hơn Tà Thần Hỏa Vân. Ông ta không thể tưởng tượng được sự tồn tại của người còn mạnh hơn của chủ nhân cũ của ông ta. Diệp Lâm Quân cười nói, các người mời tôi tham gia sao? Phong Tà Thần gật đầu, đúng, đây là ý của tổ chức kinh thánh, cũng là ý của Thượng Đế Hắc Ám. Đợi đã, tôi tham gia tổ chức kinh thánh thì có lợi gì? Có thể làm lão đại không? Một câu nói của Diệp Lâm Quân khiến sắc mặt của mấy người thay đổi lớn. Anh muốn làm gì? Làm lão đại sao? Điên rồi sao? Các ông thấy tôi ở Lạc Việt, trước đây cũng là bá chủ một vùng. Không cần nói nhiều đúng không? Hiện tại 7 vị tà thần cũng phải nghe lời tôi. Chẳng lẽ tôi bỏ không làm lão đại mà đi đến chỗ các ông để làm việc vặt sao? Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại. Đối diện với câu hỏi ngược lại của Diệp Lâm Quân, mấy người kia giận dữ nói, Diệp Lâm Quân, anh vốn không biết tổ chức kinh thánh ý vị là gì, có thể coi trọng anh, để anh tham gia, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh rồi. Anh còn muốn làm lão đại của tổ chức kinh thánh, anh có tư cách này sao? Sợ rằng anh là người đứng đầu thiên địa bảng nhưng ở trong tổ chức kinh thánh anh vẫn chẳng là gì cả. Nếu như anh tham gia, ngoan ngoãn nghe lời có lẽ có người sẽ chỉ điểm anh để thực lực của anh cao thêm rất nhiều. Tương lai không phải là không có khả năng lao lên đỉnh thế giới. Mọi người nói một tràng dài, nói chung rất đơn giản. Tổ chức kinh thánh đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, với thực lực của Diệp Lâm Quân chỉ là miễn cưỡng tham gia. Nghe xong, Diệp Lâm Quân cười, ồ, thôi bỏ đi. Con người này của tôi thời gian qua đều là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Vậy nên cảm ơn các vị đã yêu mến, tôi không đi đến chỗ của các ông để làm chân sai vặt đâu. Nói xong, Diệp Lâm Quân đã bỏ đi cùng với Độc Tà Thần, chậm chút, ai cho các người đi vậy? Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên. Năm người tổ chức kinh thánh chắn trước mặt hai người Diệp Lâm Quân. Các ông có ý gì vậy? Vẫn dám quan tâm đến việc chúng tôi rời đi hay ở lại sao? Độc Tà Thần lạnh lùng nói. Năm người không để ý đến ông ta, ánh mắt đặt trên người của Diệp Lâm Quân. Anh có muốn hay không cũng phải đồng ý. Bạo Tà Thần nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Đúng, chúng tôi không phải đến để thương lượng với anh. Chúng tôi đến để thông báo cho anh, nhất định phải tham gia tổ chức kinh thánh. Ba người còn lại không tháo mặt nạ ra, nói tiếng Lạc Việt không được tự nhiên. Diệp Lâm Quân cười, vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao? Vậy đừng trách chúng tôi tự mình ra tay, bắt anh trở về. Hơi thở của năm người đã tăng dồn dập, đã khóa chặt lấy Diệp Lâm Quân. Tổ chức kinh thánh đã giao nhiệm vụ cho bọn họ là Diệp Lâm Quân mà không đồng ý thì cưỡng chế mang về. Nếu muốn mang tôi về, dựa vào năm người các ông thì vẫn còn lâu đã đủ tư cách. Diệp Lâm Quân cười lạnh. Vậy thì thử xem, người đứng đầu bảng Lạc Việt Thiên, chúng tôi không để vào trong mắt. Một người trong đó khinh thường nhìn Diệp Lâm Quân. Năm người bọn họ là 18 thiên sứ hắc ám của tổ chức kinh thánh, có thiên phú và lực chiến đấu rất mạnh. Hóa ra trong quan niệm của Độc Tà Thần, Phong Tà Thần và Bạo Tà Thần gần giống với 7 vị tà thần. Sức mạnh dự đoán rằng cũng không mạnh đến đâu. Nhưng bọn họ nào biết được, sau khi 6 người tà thần U Minh tham gia tổ chức kinh thánh thì Thượng Đế Hắc Ám đã dùng phương pháp đặc biệt để tôi luyện thân thể cho bọn họ, dành cho bọn họ thiên phú cực mạnh. Thực lực của 6 người bọn họ tăng gấp đôi. Đến nay 6 người này đã mạnh hơn một cấp so với 7 vị tà thần. Đây cũng là lý do tại sao tổ chức kinh thánh chỉ cử 5 người đi mang Diệp Lâm Quân về, không vì gì khác, chỉ là bọn họ tin tưởng vào thực lực của 5 người này. Thực lực cực mạnh của 5 người đã được thể hiện ra. Sắc mặt Độc Tà Thần thay đổi rõ rệt. Mạnh như vậy sao? Bạo Tà Thần và Phong Tà Thần đều đã đến cấp bậc này rồi sao? Đáng sợ hơn nữa là 3 người còn lại còn mạnh hơn. Nếu như để Độc Tà Thần biết được 5 người này thật ra là 5 người yếu nhất trong 18 đại thiên sứ hắc ám của tổ chức kinh thánh thì sợ rằng sẽ điên mất. Đến đi, bắt đầu đánh. Diệp Lâm Quân cũng không sợ bọn họ. Những người này dám đến Lạc Việt để dở thói ngang ngược, còn tìm ông ta gây rắc rối. Đây không phải là tìm cái chết sao? Không khí đang rất căng thẳng như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Độc Tà Thần có chút lo lắng hơn. Lúc bắt đầu, ông ta cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, dù gì thực lực của Diệp Lâm Quân mọi người đã quá rõ ràng rồi, đứng thứ nhất trong bảng thiên địa bảng. Nhưng khi thế của 5 người này lộ ra khi xuất hiện, Độc Tà Thần có chút hoảng loạn.
Những người này thực sự là quá mạnh mế rồi. Có thể chiến thắng không cũng không nói trước được. Hơn nữa, bọn họ còn không phải là những người mạnh mẽ nhất trong tổ chức kinh thánh. Có vẻ như họ đang gặp rắc rối rồi. Diệp Lâm Quân, đây là do anh tự chuốc lấy đấy nhé. Phong Tà Thần nổi cơn giận gầm lên một tiếng thật lớn, giơ tay nâng lên điên cuồng giữa các chân là tiếng gió, muốn lật tung cả mảnh đất này lên. Bạo Tà Thần cũng đã ra tay rồi, tràn đầy địch ý chiến tranh dữ dội đã vượt qua cả bầu trời. Phần còn lại ba người cũng đang ra tay, bọn họ là những người có siêu năng lực kiểm soát nguồn nước đá và điện. Chỉ là năng lực của họ siêu mạnh. Năm người này một khi đã ra tay thì chính là kinh thiên động địa, sức mạnh trực tiếp kiểm soát năng lượng trời đất, gây ra những cơn cuồng phong, bão tuyết, ngọn lửa, sấm sét. Những gì mà sức chiến đấu vô địch của Bạo Tà Thần có thể làm ran rất nhanh chóng. Diệp Lâm Quân đã cùng với một vài người tập hợp lại cùng nhau chiến đấu, Độc Sát Thần muốn xen vào, nhưng lại không thể xen vào đó. Khu vực chiến đấu chùa sáu người này, được bao quanh bởi những lưỡi dao và tường gió đáng sợ khủng khiếp. Dù cho ông ta có trốn chạy lên đó cũng sẽ bị đâm cho đến chết. Thuốc độc chết người của ông ta cũng rất khó để dùng ngay trong lần đầu tiên này. Sức mạnh to lớn đến khủng khiếp. Năm thiên sứ hắc ám cùng nhau liên thủ, thật là kinh hoàng. Đánh cho trời đất cũng biến sắc. Đây là tổ chức kinh thánh đặc biệt chuẩn bị năm thiên sứ hắc ám để đánh với người đứng đầu thiên địa bảng. Năm thiên sứ hắc ám không chỉ có sự chiến đấu mạnh mẽ mà còn có sự hợp tác chặt chẽ ăn ý với nhau. Năm người này cùng nhau liên thủ hoàn toàn có thể đánh bại cao thủ hàng đầu của thiên địa bảng, dựa trên đánh giá đầu tiên của tổ chức kinh thánh. Đáng buồn thay, đánh giá mà họ đưa ra là dựa trên thực lực của người đứng đầu thiên địa bảng ngày trước. Nhưng người lần này lại là Diệp Lâm Quân. Chiến đấu một lát, Diệp Lâm Quân cũng đã thăm dò rõ sức mạnh của năm người này. Là rất mạnh. Nhưng anh sau khi biến đổi, cái gì cũng không thành vấn đề nữa. Đến lượt tôi rồi. Diệp Lâm Quân hét lên một tiếng, Hạo Quân Thiên Hạt. Đó là một chiêu mà anh tạo ra sau khi anh nghịch chuyển công pháp. Tập hợp tất cả các lực lượng lại với nhau tại một điểm rồi sẽ phá hủy cả trời đất. Năm đó đánh gãy kiếm thần Tang Khung cũng là dùng chiêu này. Tập hợp tất cả các lực lượng lại một điểm sau đó bùng nổi. Đằng sau Diệp Lâm Quân lại có linh cảm. Không chỉ tập trung lực lượng vào một điểm, mà còn phải ép chúng đến cùng. Như vậy khi bùng nổ sẽ nổ càng mạnh hơn. Anh dùng chính tên của mình để đặt tên cho chiêu này. Trong nháy mắt, trời đất tất cả đều im lặng, trong một khoảnh khắc, tất cả năng lượng trong vũ trụ đều hướng về phía Diệp Lâm Quân mà tập hợp. Sức mạnh bên trong cơ thể anh lúc này cũng dồn về bên phải. Tập trung xong tất cả sức mạnh, sau đó bắt đầu nén cực độ. Quá trình nén đó đã làm cho cơ thể của Diệp Lâm Quân như dồn nén mà muốn nổ tung. Đặc biệt là nắm tay bên phải đã biến dạng cực độ. Ẩm nén đã đến điểm cực hạn, Diệp Lâm Quân một quyền đánh thật mạnh trên mặt đất. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng khủng khiếp được giải phóng. Bùm! Toàn bộ cầu đều rung lên trên mặt đất, giống như những trận động đất khủng khiếp nhất giáng xuống. Xé tan đi mọi thứ, làm cho trái đất cũng sụp đổ. Sức mạnh khủng khiếp được bùng nổ ra ngoài. Áp Phong Tà Thần bị trọng thương. Bạo Tà Thần cũng bị trọng thương. Năm đại thiên sứ hắc ám liên tiếp bị thương do năng lượng bùng nổ gây ra. Sức mạnh băng lửa phong lôi của bọn họ đã bắn bay tán loạn. Năm thiên sứ hắc ám đã đặc biệt được rèn luyện qua về thể chất, trên người có một vết thương lớn, vết thương dính dường như muốn nổ tung ra. Tất cả năm người đều bị thương, nằm thoi thóp dưới đất. Trong ánh mắt chứa đầy là sự sợ hãi. Đây vẫn là người ư? Không phải nói là sức mạnh đệ nhất của Lạc Việt cũng chỉ lớn như vậy thôi sao, năm người bọn họ liên thủ cùng nhau hoàn toàn có thể chiến thắng được. Diệp Lâm Quân có chuyện gì vậy? Anh ta là vô địch ư? Độc Sát Thần cũng sợ đến ngây người rồi. Ông ta vừa phát ra tín hiệu cầu cứu đặc biệt, sáu vị tà thần còn lại cũng đang trên đường tới ngay. Tuy nhiên nhanh như vậy đã được giải quyết rồi. Thiên Y trong truyền thuyết đúng là một vị cao thủ vô địch. Mấy người phía trước đi ngang qua cũng tình cờ nhìn thấy một màn chiến đấu này. Họ bị tiếng động vừa rồi thu hút sự chú ý. Họ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Diệp Lâm Quân và năm thiên sứ hắc ám. Họ thậm chí còn không biết danh tính của Diệp Lâm Quân. Nhưng họ lại nhìn thấy cảnh tượng khi anh chiến đấu. Thiên Y tuyệt thế nổi tiếng gần đây ở Lạc Việt lại là một cường giả siêu cấp. Lực chiến đấu mạnh như thế này, sợ là người đứng đầu thiên địa bảng đều không bằng sao. Tin rằng tin tức này sẽ sớm lan truyền khắp Lạc Việt.
Năm thiên sứ hắc ám nhìn Diệp Lâm Quân đầy hoài nghi, không thể tưởng tượng được rằng anh lại mạnh mẽ như vậy. Có vẻ như hôm nay họ không thể trốn thoát. Nhưng Diệp Lâm Quân lại chế nhạo nói, lần này tôi tha cho các người một mạng, trở về nói với chủ nhân của mình, đừng quấy rầy ông đây nữa, lần sau không may mắn như vậy đây, đến một người tôi giết một người, đến hai người tôi giết hai người. Tâm trạng của Diệp Lâm Quân hiện tại khá tốt. Có một cao thủ vừa nếm thử chiêu mới mà anh vừa tạo ra, Hạo Quân Thiên Hạ. Nếu anh luyện tập và cải thiện nhiều lần, rất có thể chiêu này của anh sẽ đạt đến uy lực của thuật cấm kỵ. Được, anh chờ đó. Năm thiên sứ hắc ám rời đi một cách ảm đạm. Đây là nỗi xấu hổ lớn nhất trong lịch sử của tổ chức kinh thánh. Tuy thành lập chưa lâu nhưng chưa từng làm nhiệm vụ thất bại. Đây chính là thất bại đầu tiên. Năm người sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc khi họ quay trở lại. Thậm chí có nguy cơ tử vong. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Lâm Quân ra đi cùng Độc Tà Thần. Nhìn thấy hai người rời đi, tất cả mọi người thở dài, Lạc Việt đã được cứu rồi. Không còn là một người Diệp Lâm Quân khống chế quyền sinh sát nữa. Cảm giác như chút được gánh nặng lớn. Sau khi hai người Diệp Lâm Quân quay lại, họ nói hết mọi chuyện cho những người khác. Cái gì, trời ơi, tổ chức kinh thánh thật là khủng khiếp, tôi cứ tưởng Tà Thần U Minh là lão đại chứ. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Theo những gì họ nói, Tà Thần U Minh là người đứng đầu 18 thiên sứ hắc ám, nhưng ông ta không có nghĩa là đứng đầu tổ chức Kinh Hơ Thánh. Tổ chức kinh thánh này hơi đáng sợ, tôi hy vọng không họ nhằm vào Lạc Việt. Nếu không, tôi sẽ chiến đấu với họ đến cuối cùng. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Lúc này, tin tức Thiên Y Tuyệt Thế là người có võ công cao cường đã lan truyền khắp Lạc Việt. Tôi đã nói rồi mà, trên đất Lạc Việt này có rất nhiều cao nhân ẩn thế. Mấy người Diệp Lâm Quân cũng kiêu ngạo không nổi nữa. Đúng vậy, đừng tưởng rằng Diệp Lâm Quân đứng đầu thiên địa bảng, chắc chắn sẽ có người xử lý được anh ta. Trong một lúc, những kẻ muốn giết Diệp Lâm Quân lại kêu lên. Hàng nghìn người thậm chí còn kêu oan để vị Thiên Y Tuyệt Thế này đọ sức với Diệp Lâm Quân. Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. Kể từ khi khóa xích rồng bị Diệp Lâm Quân phá vỡ, họ không bao giờ gây ra động tĩnh nào nữa. Tuy nhiên, họ không lo lắng lắm về Diệp Lâm Quân. Sau tất cả, đứa con của Diệp Lâm Quân hiện đang được nuôi dưỡng ở chỗ họ, và Lý Tử Nhiệm, người coi anh như kẻ thù, cũng ở trong Thiên Sách Phủ. Với những yếu tố này, họ tin rằng Diệp Lâm Quân sẽ không bao giờ gây rối. Chắc chắn, sự biến mất của Diệp Lâm Quân trong khoảng thời gian này đã chứng minh ý tưởng của họ. Nhưng họ không thể biết được, chuyện này không hề liên quan đến người nào cả. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Lâm Quân sẽ không làm gì tổn hại đến Lạc Việt. Ở nơi bí ẩn nhất trong Thiên Sách Phủ, ba ký tự Thiên Cơ Các được treo trên cao. Từng đường nét phóng khoáng như tướng lĩnh dẫn vạn quân càn quét địch. Có một giọng nói từ bên trong. Tổ chức kinh thánh. Họ đến Lạc Việt rồi sao? Thượng đế hắc ám đang làm gì vậy? Người ta nói rằng họ đã tìm thấy một vị thiên y tuyệt thế, người gần đây đã trở nên nổi tiếng ở Lạc Việt. Người đó không phải là Diệp Lâm Quân sao? Tổ chức kinh thánh muốn xử lý Diệp Lâm Quân à? Có lẽ là vậy, chúng ta có cần phải nói với những người khác trong Thiên Sách Phủ không? Không, chúng ta sẽ không tham gia vào vấn đề này, sẽ không tiết lộ danh tính của Thiên Y Diệp Lâm Quân. Đương nhiên tôi biết chuyện này, quắc tổ chức lớn của Thiên Sách Phủ có thể phát hiện ra thì đó là năng lực của bọn họ, chúng ta sẽ không nói. Người phái chúng ta đang nhìn chằm chằm vào một tổ chức kinh thánh nhỏ nhoi đấy. Không ai nghĩ rằng Thiên Cơ Các đã biết thân phận của Diệp Lâm Quân từ lâu. Không chỉ tất cả mọi người không ngờ tới, Thiên Sách Phủ cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, Thiên Cơ Các tồn tại độc lập và không liên quan đến Thiên Sách Phủ. Khi các cơ quan khác của Thiên Sách Phủ cần trợ giúp, Thiên Cơ Các sẽ chỉ hỗ trợ. Họ sẽ không chủ động cung cấp bất cứ thứ gì cho Thiên Sách Phủ, cũng như không tuân theo mệnh lệnh. Họ chỉ có nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài, thu thập tin tức, tìm kiếm bảo vật, sẽ không tham gia vào những tranh chấp. Nói thẳng ra thì hai bên ngang nhau. Họ không cần phải nói với Thiên Sách Phủ về tin tức về việc Diệp Lâm Quân là Thiên Y và những chuyện khác. Vì vậy, trước mắt Thiên Sách Phủ vẫn chưa biết chuyện này. Tất nhiên, điều này cũng đủ cho thấy Thiên Cơ Các đáng sợ như thế nào. Tà Thần Hỏa Vân đã từng nói một câu, sự khủng bố thực sự của Lạc Việt này nằm ở Thiên Cơ Các. Điều này đủ để giải thích rất nhiều điều. Cuộc trò chuyện trong Thiên Cơ Các vẫn tiếp tục.
Làm thế nào mà vợ của Diệp Lâm Quân là Lý Tử Nhiệm và Văn Hy sống sót sau vụ nổ đó? Ai đó đã cứu họ sao? Thật không thể tin được. Chúng tôi đã tra cứu mọi thông tin manh mối, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Theo những gì hai người mô tả, đúng là có một người đã cứu họ, nhưng không điều tra được điều gì khác. Theo lời của họ, đến họ cũng không ngờ họ có thể sống sót sau vụ nổ. Người này là ai? Ngay cả thiên cơ các của chúng ta cũng không tìm ra được. Thật sự rất kỳ lạ. Tôi e rằng đó là người có liên quan đến Diệp Lâm Quân. Cho đến giờ chúng ta không thể biết được Diệp Lâm Quân đã trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào rồi. Cực kỳ sốc, thân phận thiên y của Diệp Lâm Quân đã bị thiên cơ các điều tra ra một cách dễ dàng. Nhưng thiên cơ các vẫn chưa tìm ra được danh tính và tung tích của sư phụ của anh. Thông tin được tiết lộ rất đơn giản, sư phụ Diệp Lâm Quân thật sự rất đáng sợ. Tin tức về sự thất bại của năm đại thiên sứ hắc ám nhanh chóng lan truyền đến tổ chức kinh thánh. Điều khiến năm đại thiên sứ hắc ám bị sốc là những người đứng đầu tổ chức kinh thánh không hề tức giận mà còn cười. Bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng khó tránh khỏi con đường chết. Không ngờ, tình hình lại rất khác. Được rồi, rất tốt, mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, đây là một điều tốt. Điều này đã càng củng cố quyết định chiêu mộ Diệp Lâm Quân gia nhập chúng ta. Chúng tôi phải chiêu mộ Diệp Lâm Quân tham gia. Bằng mọi giá phải kéo Diệp Lâm Quân về đây, nếu tình hình không ổn, 18 thiên sứ hắc ám đều đi. Diệp Lâm Quân không ngờ rằng sức mạnh của mình không những không gây sốc. Thay vào đó, nó còn khiến họ quyết tâm hơn. Vào ngày này, Diệp Lâm Quân đã hoàn toàn khôi phục thực lực cho 3 thiên tài top 3 của thiên địa bảng. Và cả 3 đã tiến bộ rất nhiều. Sẽ sớm có những bước đột phá hơn nữa. Chủ nhân, anh thật sự là quá đỉnh. Trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục toàn bộ thực lực cho những thiên tài này. Thật là kỳ tích. Mọi người cảm thán. Chúng tôi còn nghi ngờ liệu anh có phải đệ tử của sư phụ nữ không? Sư phụ không có y thuật siêu đẳng như anh. Kiếm tà thần thông minh đã nhận ra điều gì đó không ổn. Diệp Lâm Quân quá khác so với tà thần Hỏa Vân. Ngay cả công pháp cũng không giống nữa. Họ không biết đó là ảo giác hay gì đó. Họ cảm thấy rằng Diệp Lâm Quân hoàn toàn không phải là đệ tử của tà thần Hỏa Vân. Chỉ là tất cả mọi người đều không dám nói ra. Các ông hiện tại cảm thấy thế nào? Diệp Lâm Quân hỏi. Chẳng phải chủ yếu do quy tắc trói buộc bọn họ lại sao? Tôi thấy rất tốt, cũng quen rồi. Mọi người đều gật đầu. Độc tà thần cũng cười nói, đúng vậy, sau khi thí nghiệm độc dược của tôi bị động vật thay thế, tôi cảm thấy cũng rất ổn. Ngay cả huyết tà thần cũng cười nói, từ khi dùng máu động vật hoặc máu nhân tạo, tôi thấy thực lực của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn, chưa kể còn giảm bớt xác suất tẩu hỏa nhập mai. Sau khi gần như chấp nhận các quy tắc của Diệp Lâm Quân, mọi người đều cảm thấy tốt. Đây là năng lực của Diệp Lâm Quân. Làm cho một đám tà thần trở nên tốt hơn. Ngay cả 7 vị tà thần cũng cảm thấy rằng ngay cả khi Diệp Lâm Quân không phải là truyền nhân của tà thần, thì việc đi theo anh cũng rất tốt. Sau vài ngày, kế hoạch của thế lực đảo Đông Ca cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn bộ Lạc Việt chấn động. Giới võ đạo của đảo Đông Ca, tỉnh quốc và 38 quốc gia trong châu Á sẽ tiếp tục giải đấu thiên tài châu Á trước đây. Ngoại trừ Lạc Việt, hầu như tất cả các quốc gia và khu vực ở châu Á đã đồng ý khôi phục lại giải đấu thiên tài. Cái gọi là giải đấu thiên tài châu Á là cuộc đọ sức giữa những người trẻ tuổi và quyền lực từ khắp các khu vực của châu Á. Tạo ra một bảng xếp hạng những thiên tài mạnh nhất, trong đó những thiên tài được xếp hạng trong thiên địa bảng của Lạc Việt cũng tham gia. Chọn ra thiên tài mạnh nhất, nếu thiên tài của quốc gia và khu vực nào là mạnh nhất, quốc gia và khu vực đó sẽ nhận được vinh quang tương ứng. Nhưng đảo Đông Ca của tỉnh quốc chỉ muốn có tên trong danh sách. Mục tiêu của họ là tham gia vào giải đấu thiên tài. Theo các quy tắc trước đây của giải đấu thiên tài châu Á, quốc gia hoặc khu vực nào có nhiều thiên tài nhất trong danh sách thì có tư cách để hiệu triệu những thiên tài của các nước khác. Nói cách khác, một khi đảo Đông Ca đạt được tư cách này, vậy thì thiên tài của Lạc Việt cũng sẽ thuộc thẩm quyền của họ, hầu hết mọi thứ đều phải nghe theo họ. Nó tương đương với việc đảo Đông Ca có thể kìm hãm sự phát triển của thiên tài của các quốc gia khác, khiến cho thiên tài của họ cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Nghe có vẻ vô lý, nhưng nó vẫn luôn như vậy. Và quy tắc này được đặt ra bởi Lạc Việt, bá chủ của châu Á vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó giới võ đạo của Lạc Việt cực kỳ mạnh mẽ, so với tất cả các khu vực khác của châu Á đều là bất khả chiến bại. Vào thời đại đó, giới võ đạo của Lạc Việt giới võ đạo là bá chủ tuyệt đối của châu Á xét về cả công cả tư. Bọn họ không muốn thấy giới võ đạo các khu vực khác nổi lên, đặc biệt là đám trẻ,
tốt nhất nên khống chế, tương đương với khống chế sự phát triển của giới võ đạo các vùng khác. Vì vậy, võ đạo Lạc Việt xác định quy tắc này. Để kiểm soát các tài năng trẻ của các quốc gia và khu vực khác. Từ khi bắt đầu giải đấu thiên tài châu Á được tổ chức mỗi 30 năm một lần, mỗi lần đều là thiên tài của Lạc Việt mạnh nhất, chưa nói đến chiếm lĩnh 3 vị trí đứng đầu, còn chiếm gần một nửa bảng xếp hạng. Cho đến lần cuối cùng, Lạc Việt vẫn luôn thống trị châu Á, các quốc gia và khu vực còn lại không có cơ hội nào cải. Vì vậy, đảo Đông Ca và các quốc gia khác vô cùng mong muốn có được tư cách này. Một khi họ có được nó, họ sẽ kiểm soát sự phát triển của các thiên tài võ đạo ở tất cả các khu vực lớn của châu Á, đặc biệt là bá chủ mạnh mẽ Lạc Việt này cũng sẽ bị họ kiểm soát. Đây là lý do tại sao các thế lực đảo Đông Ca đầu tiên hãm hại Diệp Lâm Quân để đánh một đòn nghiêm trọng lên võ đạo của Lạc Việt, và sau đó tiêu diệt hàng trăm thiên tài của Lạc Việt. Sau khi bắt đầu lại giải đấu thiên tài theo cách này, giới võ đạo của Lạc Việt căn bản không còn thiên tài nào có thể tham gia giải đấu. Top 3 của thiên địa bảng bị trọng thương mà biến mất, võ mạch của tất cả những thiên tài còn lại bị phế, không có một người nào có thể tham dò. Bé Quân là thiên tài duy nhất những tuổi còn quá nhỏ, và đã bị thiên sách phủ bắt đi. Vì vậy, giải đấu thiên tài lần này là một tình huống mà không ai có thể làm gì được. Không có sức chiến đấu nào cải trước kia vốn luôn đứng đầu. Lần này Lạc Việt sợ rằng sẽ đứng thứ nhất từ dưới lên trên toàn châu Á. Đây là kế hoạch thâm độc của thế lực đảo Đông Can, chỉ là thiên sách phủ phản ứng chậm thôi. Không chỉ vậy, đảo Đông Ca và các quốc gia lớn khác sẽ tổ chức giải đấu thiên tài này tại Lạc Việt. Chủ ý là vô cùng rõ ràng. Là để công khai hạ nhục. Lạc Việt chẳng những không có ai ra mặt, mà còn tổ chức giải đấu thiên tài trên đất của Lạc Việt, để Lạc Việt mất mặt. Trước 38 quốc gia châu Á, trước toàn thế giới. Lạc Việt luôn là một siêu cường quốc. Nếu giải đấu thiên tài được tổ chức tại Lạc Việt như đã định, cả thực lực và danh tiếng của giới võ đạo sẽ phải hứng chịu một đòn chưa từng có, mọi người ở Lạc Việt sẽ mất hết thể diện. Phải đợi 30 năm sau may ra mới gỡ gạc được. Thủ đoạn này được sử dụng bởi thế lực đảo Đông Ca thực sự đáng sợ. Một đòn giáng xuống thể diện của quốc gia. Nhất thời thiên sách phủ hoảng sợ. Nhưng đối với Diệp Lâm Quân thì vẫn trong dự liệu. Cuối cùng thì các người cũng ra tay rồi. Diệp Lâm Quân đã chờ đợi giây phút này. Nếu đã không ngăn cản, vậy thì anh sẽ làm hết sức mình. Ngay khi tin tức về giải đấu thiên tài hôm nay được đưa ra, Diệp Lâm Quân và mọi người đã hiểu mục đích của việc phế bỏ những thiên tài là gì. Tất cả những người tin rằng chính là 7 vị tà thần đã phế bỏ những thiên tài, lúc này bắt đầu lung lay. Họ dường như không có lý do gì để làm tất cả những điều này. Hàng trăm thiên tài đã bị bãi bỏ, và 3 người đứng đầu thiên địa bảng mất tích không rõ ràng. Giải đấu thiên tài châu Á sắp bắt đầu ngay lập tức. Đây rõ ràng là một âm mưu. Theo dòng suy nghĩ này, nghĩ đến Diệp Lâm Quân trước đây, có lẽ đã đổ oan cho anh. Phía sau chuyện này có người âm mưu hãm hại. Lúc này, Diệp Lâm Quân trở thành người đứng đầu trong thiên địa bảng, nhưng anh không hề làm gì tổn hại đến Lạc Việt, thậm chí còn để cho 7 vị tà thần cải tà quy chính trở về với lẽ phải. Một loạt điều có thể được giải thích rõ ràng. Diệp Lâm Quân từ đầu đã bị hãm hại. Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cho Lạc Việt, thậm chí anh còn điều khiển sức mạnh của tà thần để cho Lạc Việt sử dụng. Những người thông minh nhanh chóng phân tích được đúng sai trong chuyện này. Gần như chắc chắn rằng Diệp Lâm Quân đã bị oan, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người không thể nghĩ tới cái gì khác. Ai nấy đều nóng lòng như con kiến trên bếp lửa. Phải làm sao đây? Nên làm gì đây? Giải đấu thiên tài được tổ chức tại Lạc Việt, nhưng Lạc Việt lại rơi vào tình huống không ai ra mặt được. Các thế lực của châu Á chắc chắn sẽ cử thiên tài mạnh nhất để cạnh tranh. Lạc Việt sử dụng gì để chiến đấu chống lại những thế lực đó? Đưa một nhóm thanh niên khuyết tật ngồi xe lăn tham gia cuộc thi. Không thể nào, tình huống này rốt cuộc không thể giải quyết được, Lạc Việt không có người nào để phái đi. Đến lúc đó chỉ có thể phái những thiên tài bình thường tham gia giải đấu. Chắc chắn sẽ bị thiên tài các nước khác sỉ nhục thậm tệ. Hoàn toàn giẫm đạp lên phẩm giá của Lạc Việt và các chiến binh Lạc Việt xuống mặt đất. Khiến Lạc Việt không thể ngẩng đầu lên trong ít nhất 30 năm. Khiến Lạc Việt trở thành nỗi xấu hổ cho cả thế giới. Khiến mọi người ở Lạc Việt trở thành trò cười. Một khi không thành công, tình hình có thể tồi tệ hơn tưởng tượng. Người Lạc Việt không sợ đổ máu và hy sinh, nhưng phẩm giá và danh tiếng là quan trọng nhất. Chúng ta có thể chết đứng. Y hưng chúng ta không được quỳ gối, sống lay lắt và tủi nhục. Điều này là hoàn toàn, không thể, mọi người ở Lạc Việt không thể chấp nhận nó. Nhưng cho dù biết hậu quả nghiêm trọng,
vẫn không thể làm gì được. Bởi vì thực sự không thể phái ra bất cứ yêu hàng trăm thiên tài mạnh nhất đã bị xóa bỏ. Có thể tìm ai, để thay thế đây? Nhưng Lạc Việt có thể ngồi yên không? Không thể Thiên Sách Phủ và các tổ chức khác ngay lập tức đưa ra kế hoạch, tìm kiếm những thiên tài của Lạc Việt càng nhiều càng tốt. Sau đó, trong thời gian ngắn nhất, mọi phương pháp đã được sử dụng để nâng cao sức mạnh của họ. Dù là thần dược hay nhiều loại công nghệ hiện đại, phải sử dụng bằng mọi giá. Đây là về danh tiếng của Lạc Việt. Mọi người đều phát điên. Nhìn thấy giải đấu thiên tài đang đến gần, nhưng hiệu quả đạt được vẫn rất nhỏ. Tài năng của những người trẻ tuổi quy tụ này là quá bình thường. Căn bản là vô dụng. Lo lắng. Thật sự không ổn, chúng ta phải đi mượn người thôi. Tà ma ngoại đạo gì cũng được, chỉ cần có liên quan đến Lạc Việt là được rồi. Chuyện này làm chấm SAO, có thể. Làm sao có thể đi cầu cứu đám tà ma ngoại đạo kia? Thực sự không ổn rồi. Hay là sử dụng thiên tài trẻ tuổi từ Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long để đóng giả? Không, theo quy định, chúng ta là tổ chức võ thuật Lạc Việt, tuyệt đối không thể không tham gia. Nếu, để chấm CSO, họ phát hiện lộ ra, thì sẽ là một trò đùa. Mấy người đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Các ý kiến Phó Thiên Sách Phủ không đồng nhất. Những ngày tiếp theo thì náo loạn, hết lên. Những ngày này, thiên tài từ các quốc gia khác ở châu Á đã lần lượt đến Lạc Việt. Đặc biệt là ở đảo Đông, Ca, những thế hệ trẻ có thực lực mạnh nhất từ trước đến nay được phái đến từ mọi miền của Tinh Quốc, được cho là có thể so sánh với Lạc Việt ở giải đấu trước. Vài ngày sau, trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, giải đấu thiên tài châu Á sắp bắt đầu. Địa điểm được tổ chức tại kinh thành Lạc Việt, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung tại đây. Tất cả các thiên tài từ tất cả các quốc gia ở châu Á đều ở đây. Đặc biệt là thế lực của đảo Đông Ca và Tỉnh Quốc là mạnh nhất. Thiên tài mà họ gửi đến đang áp đảo các quốc gia khác. Tinh Quốc luôn luôn yếu thế về mặt võ đạo, sao lại có nhiều người mạnh như vậy? Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy đội hình hùng hậu của Tỉnh Quốc. Mạnh nhất từ trước đến nay. Tôi nghe nói rằng tập đoàn Tam Tỉnh đã tạo ra một loạt hạt giống thiên tài thông qua chỉnh sửa gen và các công nghệ khác. Tôi nghe nói rằng tập đoàn Tam Tỉnh cũng đã sử dụng các phương pháp tu luyện cổ xưa của nhiều nước khác nhau kết hợp với công nghệ sinh học hiện đại, từ đó bồi dưỡng ra ngày càng nhiều người mạnh mẽ hơn. Tham vọng của tập đoàn Tam Tỉnh là rất lớn. Thậm chí họ còn đang nghiên cứu công nghệ biến đổi huyết mạch. Khi vừa sinh ra, họ sẽ có tài năng và thiên phú như những siêu năng giả. Sau khi nghe giải thích, mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và đảo Đông Ca lần này siêu khủng khiếp. Nghe nói những người kế thừa thế lực cổ xưa và cường giả tồn tại trong truyền thuyết đảo Đông Ca đều ở đây, so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Không phải chứ, hoàng thất đảo Đông Ca đích thân đi thỉnh cầu các cường giả cổ đại của đảo Đông Ca ra mặt. Đó là lý do tại sao bọn họ đồng ý phái những thiên tài mạnh nhất ra ngoài. Điều đó cho thấy họ tự tin như thế nào trong lần này. Lần này đảo Đông Ca và Tỉnh Quốc đã chuẩn bị kỹ càng. Tất cả đều nhằm vào vị thế dẫn đầu. Khi mọi người ở Lạc Việt nghe thấy điều này, trong lòng phát lạnh, ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn. Lạc Việt vốn dĩ đã lâm vào tình cảnh không thể phái được ai ra thi đấu. Các lực lượng của đảo Đông và Tinh Quốc lại được chuẩn bị đầy đủ, họ đang tiến đến một cách ác liệt. Lần này Lạc Việt không chỉ mất vị trí dẫn đầu mà còn mất mặt. Mọi người ở Lạc Việt không còn mặt mũi nào nữa. Thể diện và danh tiếng hoàn toàn không còn nữa, ồ sau này không ai dám nhắc đến mấy chuyện này. Nếu nhìn thấy những người từ các quốc gia khác, chỉ có thể đi đường vòng. Không chỉ vậy, việc phế bỏ những hạt giống thiên tài này đồng nghĩa với việc tương lai của Lạc Việt bị hủy hoại. Tương lai sẽ không thể so với giới võ đạo của các quốc gia khác. Sẽ bị người khác tùy, ý bóp chết. Tất cả mọi người ở Lạc Việt có mặt đều thân thờ, sắc mặt nặng như đeo, chỉ đến thở mạnh cũng không dám. Bọn họ đến giải đấu thiên tài này là để im lặng chờ đợi những chuyện bế bàng và những sự chế giễu. Hả, Lạc Việt là người tổ chức, tại chấm SAO các thiên tài của Lạc Việt vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, có người đem chuyển đề tài đến Lạc Việt. Một người khác nói, đúng vậy, Lạc Việt từ trước giờ vẫn là mạnh nhất. Tôi còn nghe nói bọn họ sản sinh ra thiên tài ngàn năm hiếm thấy, mới có mấy năm mà tiềm lực đã đạt tới cấp cao nhất của Thiên Sách Phủ. Không chỉ vậy, theo thiên địa bảng được công bố của Lạc Việt, ba người đứng đầu thiên địa bảng là mạnh nhất trong lịch sử. Đúng vậy. Lần này Lạc Việt lại dẫn đầu, đúng không? Chúng ta nên ở đây một lần nữa để làm gì? Ha ha ha! Cuối cùng, hầu như ai cũng bật cười. Tất cả đều là cố ý.
Rõ ràng biết rằng thiên tài mạnh nhất của Lạc Việt đã bị thủ tiêu, ba người đứng đầu thiên địa bảng tung tích cũng không rõ, cho nên mới nói như vậy. Mọi người ở Lạc Việt đều khó chịu và tức giận. Không có cách nào khác ư. Có người chuyên môn sắp đặt mưu kế để hãm hại Lạc Việt, điều này đang cắt đứt hy vọng của Lạc Việt cho tương lai. Người ta lè nhước chủ nhà, đương nhiên sẽ giữ đến phút cuối cùng mới xuất hiện. Chúng ta cùng chờ đi. Thời gian trôi qua một phút một giây, chẳng bao lâu nữa đã đến lúc giải đấu thiên tài bắt đầu. Sau đó các thiên tài được phân nhóm ngẫu nhiên, rút thăm đối thủ của mình. Tất cả các thiên tài đều tập trung ở đây. Chỉ có những thiên tài của Lạc Việt vẫn chưa xuất hiện. Mọi người ở Lạc Việt đều đổ mồ hôi lạnh. Người đâu rồi? Tại sao còn chưa đi ra? Cố ý bắt mọi người chờ sao? Có người bắt đầu thúc giục. Không trốn được rồi, đưa người ran. Thiên sách phủ ra lệnh cho tất cả các thiên tài mà họ chiêu mộ được gọi về phía trước. Khi nhìn thấy những cần người tầm thường này, ai cũng bật cười. Ngay cả đảo, đông không a, những thiên tài ở tinh quốc cũng nín cười. Thực sự ở Lạc Việt là tình huống không ai có thể phái ra được. Mặc dù kế hoạch của họ đều đã hoàn thành, nhưng thế lực đảo Đông Ca vẫn lo lắng sẽ bị đảo ngược vào thời điểm phút chót. Ví dụ, đột nhiên một số nhóm lớn các thiên tài xuất hiện. Nói vậy, tất cả mọi thứ họ làm đều thất bại trong gang tấc sao. Tuy khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không loại trừ việc này xảy ra. Họ thậm chí còn nghĩ tới một khả năng. Thiên sách, phủ và tộc Bảo Long sẽ cử những thiên tài của bọn họ tham gia trận đấu. Đối phương đưa ra một thông tin nói rằng những thứ này không còn thuộc về thiên sách phủ, không thuộc tổ chức võ thuật của quốc gia. Có thể tùy ý tham ghi ớt mặc dù hành vi này là vô liêm sỉ, rất hèn hạ. Nhưng cũng có loại khả năng này. Tất nhiên, Lạc Việt luôn đường đường chính chính, thà thua cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng khi họ nhìn thấy sự xuất hiện người bên phía Lạc Việt, bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm. Loại khả năng này không tồn tại. Bọn họ có thể yên tâm rồi. Những đây là cái gì? Cái này không phải coi thường người khác sao? Không phải nên cử những thiên tài mạnh nhất sao? Như thế hào mà đều là những hình dáng xấu xí thế này. Đúng vậy, Lạc Việt đang định làm gì vậy? Một tiếng rêu cợt vang lên, rõ ràng là bọn họ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại cố tình, hỏi như thế này, rõ ràng chính là muốn Lạc Việt bị bẽ mặt. Lạc Việt miễn cưỡng nói như vậy, e rằng sẽ đứng nhất từ dưới lên. Chỉ là thứ rác rưởi này cũng xứng làm đối thủ của chúng ta. Lạc Việt sẽ mang danh hiệu một kẻ bệnh hoạn ở châu Á, phải, không? Những con trời khác vẻ mặt kiêu ngạo, từ trước tới nay, luôn chấm ioi thường những người của Lạc Việt. Không ngờ Bắc Trấn Vĩnh lần này lại thẳng tay vả vào mặt, không thương tiếc mà sỉ nhục như vậy. Bắc Trấn Vĩnh nhìn những thiên tài do Lạc Việt phái tới, anh ta chế nhạo, chỉ là đám rác rưởi này, chỉ cần một ngón tay là có thể giết hết bọn họ rồi. Nếu Lạc Việt thực sự không thể phái người đi, thì cả tập thể rời khỏi đi sao phải xấu hổ như vậy? Những người khác đều nhao nhao phụ họa theo, đúng vậy, ở cấp độ này đừng cử ra mà dọa người, bọn họ không xứng làm đối thủ của chúng ta đúng, chúng tôi thực sự yêu cầu Lạc Việt rút khỏi giải đấu thiên tài này. Họ, không xứng đáng chút nào. Đúng vậy, tinh quốc của chúng tôi cũng yêu cầu bọn họ rút khỏi giải đấu. Chúng tôi cũng yêu cầu. Mọi người lần lượt tỏ thái độ. Tất cả người. Lạc Việt đều ngẩn người. Ban đầu cảm thấy rằng đợi giải đấu bắt đầu sẽ bị đối xử tàn nhẫn, ngay cả thiên đại cũng bị sỉ nhục. Không ngờ lại càng sỉ nhục hơn bọn họ thậm chí còn để Lạc Việt mất tư cách tham gia giải đấu. Ngạnh sinh sinh buộc Lạc Việt phải rút lui khỏi giải đấu. Đây là điều mà tất cả mọi người ở Lạc Việt đều không ngờ tới. Thiên sách, phủ của Lạc Việt, hiểu chưa? Nhìn những người được các người phái đi, bọn họ đều là rác rưởi. Cho dù có lên sân cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu nhục nhất. Thay vì bị hành hạ trên sân, tốt hơn là không nên tham gia. Vẫn có thể giữ lại Lạc Việt một tí thể diện. Đúng, Lạc Việt không biết xấu, hổ.sao. Thành thật nên đừng tham gia mọi người lại bắt đầu chế giễu, đủ loại tiếng cười vang lên khắp nơi. Tâm của mỗi người Lạc Việt đều như rỉ máu. Đặc biệt là những thiên tài dự bị được chọn, họ lại càng nắm chặt tay, sắc mặt đỏ bừng, không phục mà hô lên. KSONG.AI trong, chúng tôi sợi các người không được phép xúc phạm chúng tôi như thế. Đúng vậy, không ai có thể xúc phạm chúng ta. Bắc Trấn Vĩnh khinh, thường liếc nhìn mọi người, nói, các người sao? Cùng đi lên, trước khi hội nghị bắt đầu, tôi, trước tiên trừng trị các người. Muốn tự tìm cái chết.
Những lời nói của Bắc Trấn Vĩnh đã hoàn toàn khiến những người trẻ tuổi này ở Lạc Việt tức giận, bọn họ kêu, giết Bắc Trấn Vĩnh một, cách điên cuồng. Một người tiếp một người. Họ đã rút ra những gì họ đã học được trong suốt cuộc đời của họ, cùng với sự tức giận, năng lực chiến đấu của họ, đã tăng lên. Nhưng kết quả là hiển nhiên. Chênh lệch quá lớn. Bắc Trấn Vĩnh có thể cùng với thiên tài Lạc Việt đánh một trận sống còn. Không thể so sánh với những mảnh chấp vá này với nhau. Bịch, bịch, bịch. Một người tiếp, một người, xông lên đều lần lượt bay ra ngoài. Trong vòng vài phút, tất cả hơn 60 người của Lạc Việt ngã xuống đất, rên rỉ vì đau đớn. Mặt họ méo xệch và gớm ghiếc, nhưng không biết làm gì. Kỹ năng kém hơn người. Căn bản là đánh, không lại. Những người của Lạc Việt đều giận mà không dám nói. Căn bản không có cách nào, chỉ có thể để cho người khác kiêu, ngạo. Ai nói với người phằng ở đây không có ai có thể chiến đấu. Tụt lại phía giơ sau sẽ bị đánh. Tụt lại phía sau sẽ bị mỉa meo với tư cách là chủ nhà, những thiên tài của thiên sách phử phụ trách giải đấu đều không quan tâm. Bọn họ không thể để giải đấu thiên tài kết thúc sớm. Ở lại đây một giây là đều là cực hình. Sau ngày hôm nay, giới võ đạo Lạc Việt sẽ mất sạch thể diện. Được, lần này tham gia giải đấu thiên tài, mỗi quốc gia và chấm cây SU vực sẽ chọn ra 100 thiên tài tham dò. Hả, thật không ngờ, bên Lạc Việt tổng cộng chỉ có 67 người. Ngay sau khi thông tin này được nói ra, toàn hội trường đều rộ lên. Đột nhiên, thiên sách phủ cùng với sắc mặt của mọi người đều mất đi vẻ hào hứng. Thật xấu hổ bọn họ họp nửa ngày mà chỉ có thể tiến đến nhiều như vậy. Thậm chí không thể tìm thấy bất kỳ ai có thể cạnh tranh bình thường. Đúng là nỗi nhục quốc rồi. Ngay sau đó, tiếng cười vang lên, ha ha ha, các người không hiểu, đây là Lạc Việt mời chúng tôi. Đúng vậy, Lạc Việt nhiều nhân tài, chúng ta có thể so sánh sao? Bọn họ chỉ cử họ để nghiền nát chúng ta mà thôi. Lạc Việt, xin đừng uy hiếp chúng tôi. Có những lời giễu cợt và mỉa mai. Tất cả mọi nơi trên thế giới sẽ ăn mừng cảnh tượng Lạc Việt sụp đổ, bốn phía giải đấu đều là những lời châm chọc. Các nơi trên thế giới đều chứng kiến một màn của Lạc Việt, đều phải chúc mừng. Giải đấu còn chưa bắt đầu, đã bị mất hết thể diện, tuy nhiên đây chỉ là sự khởi đầu. Sẽ có nhiều khoảnh khắc xấu hổ hơn. Tất cả mọi người ở Lạc Việt nắm chặt tay, nói những lời ác ý như vậy là muốn làm ngạt chết người. Chúng tôi, không, có phản đối. Chúng tôi, cũng không có phản đối. Không biết Lạc Việt có phản đối gì hay không. Tất cả mũi nhọn đều chĩa về Lạc Việt, mọi người đều nhìn theo. Chỉ có thể bất chấp thuận theo đội khác, chúng tôi cũng không. Được, không có ý kiến, vậy giải đấu sắp bắt đầu. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, một giọng nói khác vang lên. Tôi có, phản đối. Một thiên tài võ song ở đội đảo Đông Ca bước tới. Anh ta là Bắc Trấn Vĩnh, là thiên tài xếp hạng 3 của đảo Đông Ca. Tôi nghĩ những người Lạc Việt này quá yếu, không còn ai sao. Phái ra những rác rưởi này đến để tất cả rút khỏi giải đấu thiên tài, phải không? Một lời nói khơi gợi cả ngàn lớp sóng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Bắc Trấn Vĩnh. Lúc này, cả hội trường đều phá lên cười. Những người đang đều cười, không giấu giếm mà chế giễu. Còn tất cả người Lạc Việt đều trợn tròn mắt. Giải đấu còn chưa bắt đầu. Hơn 60 người mà họ chọn ra đã bị giết bởi một mình Bắc Trấn Vĩnh. Lần này là hoàn toàn kết thúc. Không ai có thể tham gia giải đấu cả. Lại càng bị chế giễu hơn. Bị một người dễ dàng giết chết. Nhục nhã. Nỗi nhục của quốc rồ cái này còn nhục hơn thua ở giải đấu. Vào lúc này, sự nhục nhã thực sự đang đến. Lạc Việt từ nay sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Nhất là nhìn thấy những lời chế giễu, lăng mạ của người khác. Máu trong người ai cũng trào dâng, suýt chút nữa thì ngất đi. Bắc Trấn Vĩnh hai tay chống lưng đứng trên bục cao, sau chấm cây SI, quét chấm QUA một lượt, khinh thường nói, nhìn xem, tôi nói đúng. Một đống rác rưởi, một mình tôi có thể bóp nát đúng, vậy, một đám rác rưởi có thể xứng làm đối thủ của chúng ta sao? Mọi người đều phụ họa. Bắc Trấn Vĩnh kiêu ngạo hô lên, Lạc Việt thật sự không có ai sao? Ai nói Lạc Việt tôi không có ai? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Ở đăng xá, Diệp Lâm Quân xuất hiện. Phía sau anh một đám người theo sau. Ba người đứng đầu trên bảng xếp hạng thiên tài của Lạc Việt lần nữa bước tới. Giọng nói này làm không gian chấn động, hàng vạn con mắt liếc qua. Diệp Lâm Quân, nhìn thấy anh,
Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai nghĩ rằng kẻ thù chung của mọi người lại xuất hiện vào lúc này. Tuy nhiên, Diệp Lâm Quân không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính thực sự ở phía sau. Trời ạ, đây chính là thiên tài giàu có của khu vực lạ miền Nam của Lạc Việt. Thiên tài xếp thứ 89 ở Lạc Việt, đây là thiên tài của Cảnh Bắc, Trương Long Hiền. Thiên tài xếp thứ 67 ở Lạc Việt. Hóa ra đây là thiên tài thứ 20 trong bảng xếp hạng Lạc Việt. Đây là thiên tài thứ 13 của bảng xếp hạng Lạc Việt. Thứ 9 trên bảng xếp hạng Lạc Việt. Thứ 8 trên bảng xếp hạng Lạc Việt. Hít! Tiếng thở hổn hển của mọi người vang lên không ngớt. Đây có phải là mơ không? Khi ánh mắt rơi vào ba người bọn họ, tất cả mọi người trong hội trường đều phát cuồng, còn người sắp rơi ra ngoài. Ba người đứng đầu bảng xếp hạng đều xuất hiện. Đáng sợ ở giữa là người phụ nữ mạnh nhất trong bảng xếp hạng Lạc Việt. Phó Bình có danh hiệu là Phó Tiên Nữ, được coi là nữ võ thân. Nó cho thấy cô ta mạnh mẽ như thế nào. Vị trí thứ nhất và thứ hai trong thiên địa bảng là hai anh em, được mệnh danh là song tình tử mạnh nhất. Họ có thân thế rất bí ẩn, là đệ tử của dòng Thục Sơn Cổi, đúng là khiến cho kẻ khác căm phẫn. Được người khác gọi là hậu duệ của tiên kiếm. Song tình tử thêm cả nữ võ thần, nghiễm nhiên là ba người mạnh nhất từ trước đến nay. Nếu thêm bé quân thì sẽ không thể tưởng tượng nổi, vì vậy, những thiên tài của Lạc Việt năm nay chính là cái gai trong mắt các thế lực lớn như đảo Đông Cai, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt. Chỉ là khi mọi người cho rằng đã ổn định, thời điểm không có người ở Lạc Việt đi ra ngoài, thế nhưng Diệp Lâm Quân lại đã đưa bọn họ tới đây. Chấn động, khủng khiếp, ngạc nhiên, hầu như tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Không ai nghĩ rằng sẽ có loại tình huống này. Đang mơ, nhất định là đang mơ, đây là suy nghĩ trong đầu của mọi người. Họ không muốn tin vào những gì họ thấy trước mắt. Không chỉ là họ không muốn tin, ngay cả Thiên Sách Phủ và tất cả những người Lạc Việt có mặt cũng vậy. Sao có thể như thế được? Làm thế nào mà top 100 thiên tài mạnh nhất của Lạc Việt lại có thể xuất hiện? Bọn họ không phải sẽ bị phế đi sao? Võ mạch bị ép buộc, phá hủy, không thể tu luyện, càng không thể thành người thường. Làm thế nào họ có thể đến? Ngoài ra còn có top.ba đứng đầu trong bảng xếp hạng. Dưới nhiều cuộc truy sát khác nhau, sống chết ở nơi nào còn chưa rõ, sao tất cả lại xuất hiện ở đây? Thiên Sách Phủ đắp tìm kiếm rất lâu, ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Làm thế nào bọn họ lại xuất hiện? Không thể tưởng tượng nổi. Mọi người trong hội trường nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tin được, vẻ mặt ai nấy đều cứng lại, như tượng đá. Nhất thời, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Rốt cuộc, đây là điều không thể tưởng tượng được. Là ai nói Lạc Việt không có ai? Giọng của Diệp Lâm Quân vang lên, điều này kéo mọi người trở lại thực tại. Song tỉnh tử đem một chiếc ghế phía sau cho Diệp Lâm Quân, Diệp Lâm Quân ngồi xuống. Mọi người ổn định lại cảm xúc, trên mặt vẫn là bàng hoàng. Là thật. Hóa ra tất cả đều là thật. Bây giờ, nếu ai không chấp nhận được cũng phải chấp nhận. Hàng trăm thiên tài của Lạc Việt cũng đến đây. Căn cơ của Lạc Việt sau này đều ở đây. Điều quan trọng nhất là tất cả sức khỏe của thiên tài đã hồi phục. Từng khí thế như rồng, biển máu dâng trào. Đâu có giống dáng vẻ bị phế đi võ công. Còn có ba người đứng đầu bảng xếp hạng không có nghĩa là bị thương nặng. Một đám người dường như không có bị gì. Chuyện này là sáo. Trong một khoảng thời gian, những người đến từ các thế lực khác như đảo Đông 6A, tỉnh quốc và các quốc gia khác đều xám xịt, thậm chí chân còn run rẩy, không thể đứng yên. Nuốt từng miếng nước bọt. Không nghĩ tới giọng nói kiêu ngạo, thế mà gọi như vậy. Điều này. Đây là một cước hung hăng đá vào cửa sắt. Hai chân của Bắc Trấn Vĩnh giò như nhũ ra, căn bản không còn sức để anh ta đi lên nữa. Nhìn về phía đám đông bên dưới, hàng trăm thiên tài của Lạc Việt cùng nhau nhìn anh ta, Bắc Trấn Vĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chết. Là ai cho phép anh đám kiêu ngạo ở cái đất Lạc Việt này? Còn dám nói những người ở Lạc Việt này đều không cao cường bằng anh sao? Mấy trăm người nhất thời cùng găng hỏi, khí thế hừng hực tức giận lan rộng cả một vùng trời. Bắc Trấn Vĩnh hoàn toàn không thể chịu nổi khí thế mạnh như vũ bão của những người đó, trực tiếp quỳ rạp xuống đất như quả bóng bay bì xì hơi. Đáng sợ, những người khác có mặt ở đây cũng đều sợ đến mức tái mặt, không dám hó hé nói một lời. Đám người này quả thực quá đáng sợ. Không chỉ vậy, có người đã sớm phát hiện ra một vấn đề khác lớn hơn. Bọn họ không chỉ võ công được khôi phục mà thực lực cũng được tăng lên rất nhiều.
thậm chí còn có vài người đạt được đến mức thực lực cao nhất. Bọn họ rốt cuộc đã làm thế nào cơ chứ? Có vài quốc gia khác cũng đã bắt đầu hoài nghi về việc này. Không chỉ khôi phục hết, sức mạnh của bọn họ cũng đã tăng hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khoan đã! Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía một người, Diệp Lâm Quân. Thoáng chốc, mọi câu hỏi lúc nãy còn đang thắc mắc đều được giải quyết trong tức khắc. Được rồi, đừng thất thần như vậy nữa. Mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta cũng nên bắt đầu giải đấu được rồi. Diệp Lâm Quân không khỏi thúc giục mọi người. Anh lại nhìn về phía các đại thiên ngạo và hét lớn, còn đứng đó làm gì cơ chứ? Xin thầy cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mấy trăm thiên tài của Lạc Việt đều đồng loạt cúi người hô to, trên mặt lộ ra vẻ cung kính đối với Diệp Lâm Quân. Hít! Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không khỏi kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như một khắc trước bọn họ còn đang sợ hãi trước khí thể quá mạnh mẽ của những thiên tài kia thì lúc này lại không khỏi kinh ngạc trước thái độ cung kính của những người đó đối với Diệp Lâm Quân. Bọn họ bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng người cứu thoát cho Lạc Việt một mạng chết lại chính là Diệp Lâm Quân, người vốn được coi là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ Thiên Sách, Phủ và những người tự cho mình là đàng hoàng kia đều cúi đầu, vẻ mặt vô cùng khó coi đến, cực điểm, cũng không có dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt với Diệp Lâm Quân. Sau khi Richard và những người khác đang theo dõi giải đấu thiên tài Sa Ư Á, biết rằng Diệp Lâm Quân đã xuất hiện, tất cả đều phát điên lên. Kế hoạch của họ lại bị tên Diệp Lâm Quân đó phá hỏng. Một kế hoạch võ cùng hoàn hảo đến mức đẩy Lạc Việt rơi vào thế bị động, đến bước cuối cùng sắp như ý định thì tên khốn đó liên vô phá đám. Quả là tức chết mài. Diệp Lâm Quân, anh nhất định phải chết. Bọn họ đều bị tên khốn đó bước đến điên rồi. Bên này tất cả mọi người cũng đã bắt đầu tham gia vào giải đấu. Giải đấu Đông Phương đang bắt đầu bốc thăm các đội theo từng cấp độ. Sau những trận chiến khốc liệt vừa rồi, mọi người cũng đều biết rõ về năng lực của đối phương. Kết quả không cần, nghĩ cũng đã tính ra được. Trong top 10, Lạc Việt ước é ưng đã chiếm hết 7 ghế. Hàng trăm đầu tiên cũng chiếm vỏn vẹn hết 68 chỗ. Về cơ bản như giải đấu này như chỉ có mình bọn họ tham gia. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cuối cùng, giải đấu cũng kết thúc và không có gì ngạc nhiên, Lạc Việt là người chiến thắng. Theo quy tắc, các nhóm thiên tài ở các quốc gia khác buộc phải chịu sự ràng buộc bởi nhóm người bên phía Lạc Việt. Vào lúc này, hàng, ngàn người ở Lạc Việt đều đang vui mừng cổ vũ. Bọn họ lại một lần nữa chiến thắng. Bởi vì Diệp Lâm Quân là hậu duệ của tà thần trước đây, nên Thiên Sách Phủ tạm thời ngăn chặn tin tức thông báo về sự xuất hiện của anh. Các người nợ thầy Diệp một lời giải thích. Hàng trăm thiên tài đều đồng loạt, phẫn nộ chống đối lại hành động vô lý này. Tất cả những gì Lạc Việt có được như ngày hôm nay đều nhờ một phần công sức của Diệp Lâm Quân. Vậy mà ngày hôm nay khi công bố kết quả chiến thắng, không còn ai nhớ đến cái tên của An Hy tất cả, hết thảy đều thuộc về bọn, người trong Thiên Sách Phủ kia. Thực ra, bọn họ cũng muốn công bố cho mọi người biết về sự xuất hiện của Diệp Lâm Quân, nhưng ngặt nỗi anh hiện tại vẫn còn mang danh là hậu duệ của tà thần. Bởi thế bọn họ không còn cách giải quyết nào khác. Nếu như công lao của Diệp Lâm Quân được công bố cho mọi người biết vào lúc này, khác nào như giáng một cú tát vào mặt bọn họ, mắng họ không làm ra được tích sự gì. Trong mọi trường hợp, dù gì thế diện của Thiên Sách Phủ mới là thứ quan trọng nhất. Tuy nói là thế nhưng ít nhiều bọn họ cũng có đôi phần áy náy với hành động ích kỷ ấy. May mắn thay, Diệp Lâm Quân đã không làm lớn chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Bởi đây không chỉ là chuyện riêng của cá nhân anh mà còn là thể diện của Lạc Việt, không thể vì chuyện riêng của một người mà làm xích mích cả một nội, bộ. Anh cũng không muốn phô trương nhiều trước mặt mọi người. Nếu có quá nhiều thứ, đồng nghĩa với việc sẽ có quá nhiều rắc rối. Trăm sự kiêu ngạo khó nguôi ngoai trong thời gian này, bọn, họ đã coi Diệp Lâm Quân như một người thầy mà đối đãi. Chính anh đã cho họ một cơ hội để tái sinh lần nữa, cũng giống như mấy người Tiêu Phong năm đó. Ngoại trừ sự việc đó, mọi chuyện khác đều được giải quyết ổn thỏa, cuối cùng giải đấu ngày hôm đó cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Tuy nhiên, trái ngược với không khí êm đềm bên này, các thế lực lớn bên phía kia đang liên tục lo lắng sứt đầu mẻ trán trước sự xuất hiện trở lại đầy nguy hiểm của Diệp Lâm Quân. Các người có biết anh ta đáng sợ như thế nào không hả? Trong cuộc họp video, Richard liên tục nhấn mạnh Diệp Lâm Quân nguy hiểm đến thế nào. Các thủ lĩnh của lực lượng đảo Đông Ca lúc này đều trở nên vô hồn.
Mọi thứ kế hoạch họ sắp xếp cẩn thận lúc đầu bây giờ đều đã tan tành, chẳng những không loại bỏ được anh ta, mà còn cho phép anh ta có được sức mạnh của tà thần, tựa hồ như thực lực của anh ta đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Diệp Lâm Quân nhất định phải chết. Mọi người đồng thanh nghiến răng nói. Tiếp theo, để có thể thuận lợi thành công cho kế hoạch tiếp theo, tôi cần sự hợp tác chân thành và ăn, ý từ phía tất cả mọi người. Lần hợp tác này chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là nhất định phải giết chết Diệp Lâm Quân để tránh bỏ hậu hoạn về sau. Richard nhanh chóng đưa ra lời chiêu gọi mời thêm đồng minh về phía mình, được rồi, chúng tôi đồng ý. Bây giờ xem ra không có gì, quan, trọng bằng việc giết chết tên Diệp Lâm Quân đói. Hừ, lần này chúng ta nhất định phải tự tay giết hắn, dùng những phương pháp gián tiếp kia đối phó với anh ta thật không đáng tin cậy chút nào. Richard đề nghị. Đúng vậy. Mọi chuyện chúng tôi nghe lời cậu, cách tốt nhất vẫn là chúng ta riêng trực tiếp ra tay. Tự mình thực hiện dù gì cũng có phần chắc chắn hơn đem việc đặt vào tay người khác. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác một lần nữa. Vào lúc bọn họ còn đang mải mê suy tính kế hoạch, bên này bọn người Diệp Lâm Quân và Thiên Sách Phủ, cũng đang nhìn chằm chằm vào họ như có suy nghĩ gì đó. Mặc dù bọn người, của Thiên Sách, Phủ tuy rằng đều không nói, nhưng khi nhìn thấy những hành động của bọn người kia, bọn họ cũng đã ít nhiều tin tưởng Diệp Lâm Quân đang bị người khác hãm hại. Sau khi phân tích trước sau, sau đó tìm kiếm manh mối, bọn họ cũng đã sớm biết rằng dường như luôn có một thế lực nào đó luôn nhắm vào hãm hại Diệp Lâm Quân. Đặc biệt là ở giải đấu lần này, mọi lượng của đảo Đông Ca gần như đều được phơi bày ra một cách rõ ràng, hối hận. Thật vô cùng hối hận. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến kẻ thù Khapơi chỉ trong khoảng thời gian này lại gây ra nhiều sự tình như vậy. Chúng ta, Nhiệu Diệp Hạo, quân một lời xin lỗi. Không ngờ thực lực của anh ta hiện giờ lại mạnh mẽ đến vậy. May mà anh ta không phải là kẻ thù của chúng ta. Thật sự may mắn cho Lạc Việt khi có Diệp Lâm Quân ở đây. Những chuyện mà trước đây Thiên Sách Phủ còn chưa giải quyết được, nhờ có anh ta mà mọi chuyện đều được giải quyết trong tức khắc. Khi nhắc đến Diệp Lâm Quân, người Lạc Việt không tiếc bất cứ lời khen nào dành cho anh. Nhưng anh chẳng hề bận tâm đến những điều này bởi trước mắt còn nhiều việc hơn cần giải quyết. Mới đây, anh đã phái toàn bộ thuộc hạ của mình thăm dò kỹ tình hình bên phía lực lượng đảo Đông Ca, đặc biệt là từ Hách Vũ Hưng mà lấy được không ít những tin tức quan trọng. Ngoài ra còn biết được hiện giờ Tây Thiên Vương cũng đang tìm kiếm thứ mà Richard và những người khác đã lấy đi khỏi Lạc Việt. Đột nhiên vào một ngày đẹp trời, Diệp Lâm Quân đang ngồi nghiên cứu sách cổ thì bất chợt anh nhận được một tin nhắn cầu cứu. Anh ta có dự cảm rằng ai đó đang gặp chuyện lớn. Hóa ra là bọn họ sao? Diệp Lâm Quân đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng Phó Bình và Ninh Y Nhiên là người đã gửi tín hiệu cầu cứu. Chủ nhân, anh không cần để ý hai người này đâu. Bảy vị tà thần nói. Không, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu là do tôi, tốt hơn là tôi nên đi xem thử một chút. Đồng thời anh cũng cần phải ra ngoài thăm dò tình hình một chút. Chuyện này quá gấp gáp. Vậy nên tôi liền trực tiếp lên đường, mấy, ông, không cần đi theo đâu. Nói xong, Diệp Lâm Quân liền tự mình lên đường xuất phát. Hóa ra sau khi Phó Bình và Ninh Y Nhiên trở về đã bỏ qua Lâm Phi Dương, đặc biệt Phó Bình còn đề nghị sau này không nên gặp anh ta nữa. Lâm Phi Dương nghe thế mà trở nên tức giận, nói toạc ra mối quan hệ giữa bọn họ và Diệp Lâm Quân với thế lực đứng sau Phó Bình và Ninh Y Nhiên. Thậm chí anh ta còn đổ thêm dầu vào lửa nói rằng cả hai thậm chí còn cớ quan hệ vợ chồng thân mật. Những vị thiên tài này không tham gia giải đấu, bởi thế họ và các thế lực đứng sau cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở giải đấu ngày hôm đó. Phó Bình và Ninh Y Nhiên vẫn như cũ cùng Diệp Lâm Quân giữ mối quan hệ qua lại, thậm chí còn có tin đồn cho rằng bọn họ đã là vợ chồng chân chính, nếu sự thật đúng là như vậy thì họ đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn. Đường Đường là truyền nhân của thế lực chính phái. Còn được mọi người ca tụng với danh xưng thiên tài có mặt trên thiên, địa bảng, hóa ra lại mang thân phận thê thiếp của truyền nhân tà thần. Thật xấu hổ khi thông tin này bị phát tán ra bên ngoài. Đặc biệt bọn, họ, toàn, là những con người bảo thủ, chuyện này mà bị chuyển ra ngoài khác nào như trà đạp, lên danh, dự và thanh danh, của bọn họ ngay sau khi vấn đề này được khui ra trước mắt người ngoài, không ai trong số họ còn có thể yên ổn được trong giới võ đạo ở Lạc Việt này. Mặt mũi của bọn. Họ còn biết để đâu cơ chứ? Vì vậy, bọn, họ quyết định, vẫn sẽ áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc lên Phó Bình và Ninh Y Nhiên. Chỉ có cách đem bọn họ xử tử mới có thể làm gương cho tất cả, mọi, người, đồng thời bọn họ mới có thể rửa sạch nỗi xấu hổ.
Níu kéo chút hy vọng cuối cùng, Ninh Y Nhiên quyết định gửi tin nhắn cầu cứu đến Diệp Lâm Quân vào phút cuối. Trong một, trang, viên, cổ, kính ở phía nam. Hàng nghìn người đứng vây quanh chăm chú nhìn hai cô gái đang bị bắt quỳ trên mặt đất. Hai người này kết hợp lại cùng một, chỗ có lẽ thực lực sẽ ngang ngửa của 8 hoặc 9 gia tộc cổ đại kết hợp lại. Mà càng là loại gia tộc cổ đại thì đa phần họ càng quan tâm đến danh vọng và thể diện. Đặc biệt là khi nghe tin hai thiên tài trên thiên địa bảng đã không còn là thiếu nữ trong trắng, họ gần như bùng nổ trong cơn tức giận. Cộng thêm việc, Lâm, Phi Dương thêm dầu dặm muối vào sự tình càng khiến bọn họ cảm thấy bất mãn, nhất định phải xử tử hai, người. Hai người quỳ gối ở giữa, khi ung quanh củi lửa đang thổi cháy bừng bừng đem hai người bọn họ gắt gao vây hãm trong đó, ở đăng xa Lâm Phi Dương đang chứng kiến cảnh tượng này trong lòng cảm thấy vô, cùng vui sướng. Người anh ta thích nhất sắp chết, nhưng trông anh ta chẳng có chút tiếc thương nào cả. Bởi những gì anh ta không thể có được, tốt hơn là nên hủy hoại nó. Bằng cách này anh ta sẽ không còn cảm giác thống khổ nữa. Phó Bình, Ninh Y, Nhiên, tôi hỏi hai người một lần cuối, có phải hai người đã phát sinh quan hệ với tên Diệp Lâm Quân kia rồi không? Trên bục cao, một người phụ nữ uy nghiêm hỏi. Hai người bọn hộ vẫn đình dinh lắc đầu, không cói. Có ma mới tin, hai, người, nói, trên đời này ai mà chẳng biết chuyện xấu hổ của hai người làm ra. Giờ còn gì xấu, hổ mà không chịu thừa nhận nữa chứ. Còn nữa, chính Phi Dương đã tận mắt nhìn thấy Diệp Lâm Quân đích thân đưa các người trở về phòng của anh ta còn gì chối cãi nữa chứ. Xung quanh bây giờ toàn là tiếng người mắng mỏ thậm tệ. Hai người bọn họ vẫn chỉ có thể lắc đầu, chúng tôi không có, thật sự không có chuyện đói. Thôi, đừng nhắc đến, chuyện này nữa. Hai người các ngươi đã biết lỗi của mình chưa? Bà lão, hỏi, hai người họ ngây người ra, hai người có quan hệ tốt với truyền nhân của tà thần, còn cùng bọn họ không y lần thông đồng làm bậy. Thậm chí tôi còn nghe nói ngay cả khi nghe tai Hiệp Lâm Quân, gặp nạn các ngươi cũng lo lắng cho anh ta không ít. Phó Bình sắc mặt thay đổi, gật đầu nói, đúng vậy. Lúc đó chúng tôi đã rất lô lá ngơ trô anh ấy. Ngay khi cô vừa nói xong điều này, vẻ mặt của mọi người thay đổi đáng kể. Lâm Phi Dương cũng nắm chặt tay, những đường gân xanh nổi lên dữ dội, và sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Cô tiếp tục nói, nhưng Diệp Lâm Quân là một người đàn ông tốt, anh ấy không phải là hậu duệ của tà thần. Anh ấy, cô ấy vẫn còn đang giải thích nhưng bất chợt họ đã nhìn thấy Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng đã đến. Cứ đến đi, chúng tôi không sai. Đốt chết chúng tôi đi. Nhưng họ càng nói những lời này khiến tất cả mọi người có mặt càng tức giận. Bọn họ đều là danh chính ngôn thuận, những con cái ngoan nhất trong nhà lại cố hết sức biện hộ cho một ác ma bên ngoài, làm sao mà không tức giận cho được. Các người không sai. Đám đồng giận dữ hét lên. Phó Bình ngẩng cao đầu, và hét lên trước mặt nhiều người, tôi không có sai. Đúng vậy, tất cả các người chỉ là đang bị lừa gạt. Diệp Lâm Quân chắc chắn không phải hậu duệ của tà thần. Nếu không làm sao khác chúng ta có thể sống sót trở về. Ninh Y Nhiên cũng phụ họa theo. Thật ngoan cố, nói thêm cũng vô dụng. Đốt chết bọn họ, người chủ sự ra lệnh. Ngay lập tức có người tiến lên phóng hỏa. Bùm, ngọn lửa đột ngột bốc lên. Họ đã bị Diệp Lâm Quân tẩy não rồi, chỉ có ngọn lửa mới có thể thiêu rụi tội lỗi của họ. Lâm Phi Dương trầm mặc nói. Tôi thấy các người mới là tà ma ngoại đạo đó. Đột nhiên, một âm thanh từ xa truyền đến. Âm. Cùng lúc đó, một luồng gió thổi tới, thổi tắt ngọn lửa đang cháy bập bùng. Một thân ảnh từ xa bay tới. Diệp Lâm Quân, khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân, Phó Bình và Ninh Y Nhiên vẫn còn ngây ngất, gần như hét lên vì phấn khích. Đồng thời, tình cảm thiếu nữ của các cô gái cũng được trộn lẫn trong đó. Người hùng trong tâm trí họ đang ở đây để cứu họ cái gì? Diệp Lâm Quân, chỉ riêng danh hiệu này thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt phải khiếp sợ bọn họ có thể làm gì anh ta. Nhất thời, hàng nghìn người kinh hãi nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Lâm Phi Dương tuy rằng tức giận, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Diệp Lâm Quân mạnh như thế nào, anh ta biết rất rõ ràng. Diệp Lâm Quân tiến đến trước mặt hai người Phó Bình và Ninh Y Nhiên nói, đứng dậy, ai dám bắt hai người quỳ. Cả hai nghe Diệp Lâm Quân nói và đứng dậy. Hành vi này lại khiến gia đình họ tức giận. Được lắm, hai người là đồ phản trắc, còn cả tên tà ma ngoại đạo này nữa ồ. Từ nay về sau, hai người đã bị khai trừ gia tộc. Hai người là nỗi xấu hổ lớn nhất của chúng ta. Diệp Lâm Quân bật cười, các người cứ mở miệng nói tà ma ngoại đạo, tôi nghĩ các người mới là tà ma ngoại đạo lớn nhất đấy.
không tính rõ tình huống lại muốn trừng phạt người của chính mình, hơn nữa còn dùng lửa tàn khốc muốn thiêu cháy họ. Là ai cái quyền đã cho người có quyền đó? Chúng tôi. Vài người đang muốn nổi giận nhưng lại bị ánh mắt dữ tợn của Diệp Lâm Quân làm cho sửng sốt. Đây là chuyện gia đình của chúng tôi, làm gì đến lượt cậu chõ mũi vào, chúng tôi xử lý hai người họ thế nào, cậu quản được à? Một bà già tức giận nói, hừ, tôi không quản được. Diệp Lâm Quân giễu cợt, đó là chuyện gia đình của các người không sai. Nhưng các người đang ở Lạc Việt, mỗi người trong các người đều là người Lạc Việt, lẽ nào các người muốn vượt khỏi Lạc Việt sao? Các người đối xử tàn nhẫn với người nhà như vậy, vậy thì có thể tưởng tượng được đối xử với người ngoài sẽ tàn nhẫn như thế nào. Cậu, mọi người ở đây đều bị Diệp Lâm Quân chọc tức. Nhưng Diệp Lâm Quân, cậu và Lạc Việt có quan hệ gì? Cậu đang ở trong Lạc Việt, một đại ma đầu như cậu có tư cách gì để nói? Nói chúng, ta độc ác, không tuân theo quy tắc của Lạc Việt. Còn cậu, người thừa kế, cậu cùng thuộc hạ không biết làm ra quá nhiều chuyện độc ác. Cậu còn mặt mũi nói chuyện về độc ác với chúng tôi .sao. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân anh là ít tư cách nhất nói ra lời này nhất. Anh cho rằng mình thật sự là bá chủ một phương sao? Lâm Phi Dương trong đoàn người hét lên ngay lập tức, tư thế này như kiểu thật giống như muốn nuốt chửng Diệp Lâm Quân. Dương, Hạ Quân, chúng tôi thừa nhận mọi người ở chiến trường không thể cùng nhau đánh bại cậu. Nhưng chúng tôi sẽ không nhượng bội đồ đại ma đầu. Khóe miệng Diệp Lâm Quân khẽ nhếch lên, không có chút nào tức giận vì điều đó. Phó Bình và Ninh Y Nhiên nóng lòng muốn cải chính giúp Diệp Lâm Quân. Vào lúc này, một chuyển động lớn phát ra từ bên ngoài biệt thự. Ai nói thầy của chúng tôi là đại ma đầu? Một giọng nói ngọt ngào truyền đến, cùng với đó là một bóng người như tiên giáng trần. Nữ võ thần Trọng Hồng Thư, khí chất lạnh lùng trấn áp không gian. Khi nhìn thấy Trọng Hồng Thư, Ninh Y Nhiên và Phó Bình xuất hiện tia ngưỡng mộ trong đáy mắt. Đây là người cùng thế hệ mà bọn họ ngưỡng mộ nhất. Ai nói thầy của chúng tôi? Hai bóng dáng cao lớn ở tới. Song Tỉnh Tử mạnh nhất. Sau đó, lần lượt xuất hiện các thứ hạng thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Hàng trăm người lần lượt bước vào chiến trường. Hàng trăm cường giả mạnh nhất của Lạc Việt đang ở đây. Đây là Song Tỉnh Tử đứng thứ nhất và thứ hai trên thiên địa bảng. Đây là Trọng Hồng Thư xếp thứ 3. Đây là người xếp thứ 5. Ninh Y Nhiên và Phó Bình đều biết bối cảnh đằng sau của những người này. Họ đều là những người nổi tiếng trên thiên địa bảng. Đặc biệt là Lâm Phi Dương biết rất rõ. Dù sao thì thiên tài của Lạc Việt đều là đối thủ cạnh tranh của anh ta. Anh ta là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bọn họ tới đây để làm gì? Đây là câu hỏi chung của mọi người. Nhiều thiên tài như vậy đến đây, rốt cuộc họ muốn làm gì? Có việc, ngay khi Lâm Phi Dương định hỏi, hàng trăm thiên tài này đã đứng sau lưng Diệp Lâm Quân, cùng nhau cúi đầu, cung kính hét lên, thầy Diệp. Âm thanh rung chuyển như tiếng rồng gầm. Cả căn biệt thự vang lên âm thanh, hết đợt này đến đợt khác. Lâm Phi Dương và mọi người có mặt đều chết lặng. Ngay cả Phó Bình và Ninh Y Nhiên cũng ngạc nhiên mở to hai mắt. Diệp Lâm Quân khi nào trở thành thầy của bọn họ vậy? Cả khán phòng im lặng, phải mất vài phút để Phó Bình và những người khác lấy lại phản ứng từng chút một. Nhìn Diệp Lâm Quân đầy hoài nghi. Trên khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn. Muốn biết tại sao? Song Tinh Tử đứng ở hàng đầu, nhìn lướt qua đám người, ai nói thầy tôi là đại ma đầu? Thầy, các người nhận sai có phải hay không? Đây là hậu duệ của tà thần, là đệ nhất đại ma đầu. Làm sao có thể là thầy của các người? Đúng vậy, các người điên rồi sao? Đến đây tìm thầy. Nghe vậy, Trọng Hồng Thư chế nhạo, cứ cho rằng thầy Diệp là một đại Rona đầu, vậy anh ấy đã làm cái quái gì vậy? Cho tôi một ví dụ đi. Cái này. Trước những nghi vấn, mọi người đều muốn đưa ra những ví dụ về những hành động xấu xa khác nhau của Diệp Lâm Quân. Nhưng thấy rằng không có cách nào để bắt đầu. Từ lâu đã nghe nói rằng Diệp Lâm Quân là hậu duệ của tà thần, nhưng thực hư như thế nào thì không ai biết cụ thể. Mọi người chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ nghĩ kỹ lại, không biết phải nói gì. Giống như không có. Đúng vậy, thật sự không có. Tất cả mọi người đều kinh ngạc toát mồ hôi lạnh. Đại ma đầu chưa từng làm điều gì xấu xa. Trọng Hồng Thư chế nhạo, tiếp theo, để tôi nói cho các người biết, thầy Diệp đã làm gì. Trọng Hồng Thư lần lượt nói sự thật với mọi người. Cái gì, hóa ra là, anh ta đang cứu Lạc Việt một lần nữa khỏi nước sôi lửa bỏng. Lẽ nào Thiên Phú Vô Song bác sĩ cũng là anh tai?
Ngay cả thế lực tà thần cũng cải tà quy chính. Huyết tà thần cũng không tiếp tục hấp thụ máu người nữa. Độc tà thần cũng không dùng người làm thí nghiệm thuốc nữa sao? Từng cái một làm người ta phát điên. Hóa ra Phó Bình và Ninh hơi nhiên không nói sai. Dương, Hạo Quân thật sự là người như vậy. Lâm Phi Dương, anh hãy tự hỏi bản thân mình đi, nếu thầy Diệp thật sự là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, anh cho rằng mình có thể sống sót sao? Trọng Hồng Thư lại nhìn Lâm Phi, Dương. Tôi. Sắc mặt Lâm Phi Dương thay đổi, ấp úng hồi lâu không nói ra được, sự thật đúng là như vậy. Nếu Diệp Lâm Quân thực sự là một con quỷ, anh ta là một kẻ ỏ nhen, chết trăm lần cũng không đủ. Anh ta còn có thể sống trở lại không? Suy nghĩ viển vông. Vào lúc này, tất cả mọi người biết sự thật. Đặc biệt là người nhà của Ninh Y Nhiên và Phó Bình, bọn họ tự hào về con gái của họ. Thật là may mắn khi được kết bạn với một người như vậy. Sau khi xử lý xong sự việc ở đây, Diệp Lâm Quân quyết định rời đi. Thầy Diệp, anh, chờ một chút tôi, có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Song Tĩnh Tử đuổi kịp đến nơi. Hai người có sao không? Diệp Lâm Quân hỏi. Thầy, về tình hình hiện tại của cô, chúng em đã nắm được một chút. Thầy nhất định rất phiền não vì chuyện này. Diệp Lâm Quân gật đầu. Lạ thầy, em nắm được một số thông tin, có thể giúp thầy cái gì? Theo chúng em được biết, đảo Kim Cương luôn là nơi tụ họp của các bậc thầy pháp thuật, đại sư thuật pháp. Vị pháp sư mạnh nhất hiện giờ, đang ở trong đảo Kim Cương. Nơi nào có đại sư thuật pháp nơi đó có thể xem phong thủy thay đổi vận khí. Thậm chí có một số phép thuật có thể thao túng thần trí con người, giết người hàng loạt. Em tình cờ quen biết một vị đại sư thuật pháp, các thủ thuật của ông ấy có thể hô phong hoán là vũ, chỉ có điều không biết điều đó có giúp ích cho bệnh tình của sư nương hay không. Nghe thấy chuyện này, Diệp Lâm Quân rất kinh ngạc. Hiện tại chỉ cần còn có một tia hy vọng, anh cũng sẽ nhất định không bỏ lỡ. Nhưng vị đại sư thuật pháp này tính tình quái gở, khó ai có thể nhờ vả được. Đây là địa chỉ và thông tin của đại sư thuật pháp. Ba mẹ em với ông ấy có chút giao hảo. Đến lúc đó thầy lấy lá thư này ra, ông ấy có thể sẽ giúp đối tất nhiên là không nhất định giúp. Ông ta tính tình quái gở. Thầy thử xem. Song Tinh Tử đưa cho Diệp Lâm Quân lá thư và thông tin. Được, cảm ơn hai cậu, tôi sẽ lập tức đến đảo Kim Cương. Diệp Lâm Quân vội vã đến đảo Kim Cương. Ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng, Diệp Lâm Quân cũng phải thử. Diệp Lâm Quân rời đi, nhưng ánh mắt hai người vẫn nhìn theo bóng lưng anh. Đặc biệt là Ninh Y Nhiên và Phó Bình. Phó Bình thở dài nói, này, thật ngưỡng mộ hai người họ. Có thể trở thành học trò của anh ấy, ở bên cạnh lâu như vậy lại còn được anh ấy hướng dẫn. Giọng điệu của Phó Bình đầy ghen tị. Ninh Y Nhiên lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Tuy rằng cậu ta là học trò của anh ấy, chúng ta không phải. Nhưng đổi một góc độ khác mà nói, nếu là học trò của anh ấy, thì những chuyện khác cũng không cần nghĩ đến làm gì. Khi Ninh Y Nhiên đề cập đến vấn đề khác này, khuôn mặt Phó Bình lập tức đỏ bừng. Nếu như thật sự thành học trò của anh ấy, thì hai người nhất định sẽ không còn chút khả năng nào nữa. Ngược lại, hiện tại cũng không sao, ít nhất cũng lưu lại một tia hy vọng. Y Nhiên, cô nói liệu chúng ta có thể. Nói được nửa chừng, Phó Bình không dám nói tiếp. Tôi làm sao biết được, tôi cũng muốn vậy. Lúc này Diệp Lâm Quân đã lên phà đến đảo Kim Cương, điều mà anh không biết vô hình đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim của hai cô gái. Trong cabin, Diệp Lâm Quân đang xem thông tin của các bậc đại sư. Để tránh bị phát hiện, Diệp Lâm Quân đã thay đổi ngoại hình của mình thành một diện mạo khác. Đột nhiên có tiếng động lớn. Một nhân viên gõ cửa và nói xin lỗi. Chào anh, thật sự xin lỗi. Vừa rồi tàu chúng tôi đã có người bao toàn bộ, vì vậy, rất mong anh xuống tàu và sử dụng phương thức di chuyển khác. Còn về số tiền anh vừa trả, anh yên tâm chúng tôi sẽ đền bù toàn bộ. Hả, bị bao toàn bộ? Diệp Lâm Quân hỏi. Vâng, thưa anh, phiền hãy, hợp tác. Phục vụ nói sao không nói sớm, bây giờ mọi người đã lên tàu, đến, giờ mới nói. Diệp Lâm Quân hỏi. Anh à, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đây là lệnh của sếp trên. Hơn nữa, những người trên thuyền này đều là người chúng tôi không dám động đến. Anh có biết đó là ai không? Đó là các công tử, tiểu thư, những người có tiếng nói ở đảo Kim Cương. Lần này họ muốn ba ô nguyên tàu, chúng tôi cũng không còn cách nào. Người, phục vụ thở dài. Đây là chiếc thuyền cuối cùng đi đến đảo Kim Cương trong ngày hôm nay,
Diệp Lâm Quân rất muốn cứu người, sao có thể bỏ cuộc. Được rồi, họ trả bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi bao toàn bộ nơi này. Diệp Lâm Quân nói, ôi trời, làm sao có thể như vậy được? Thưa anh, tôi khuyên, anh mau, xuống thuyền, đừng tự tìm đến rắc rối. Phục vụ nói. Diệp Lâm Quân cười chế nhạo, giờ đây tôi đã ở trên tàu rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc xuống tàu. Được thôi, để tôi xem là ai không đồng ý xuống tàu. Có tiếng nói vang lên. Có tiếng la mắng, hàng chục người đang đi trên hành lang. Phía trước là một vài người trẻ tuổi, theo sau là rất đông vệ sĩ. Có người Lạc Việt cũng có cả người nước ngoài. Họ đều là những sát thủ máu mặt thật sự. Những lại sẵn sàng làm vệ sĩ cho những thiếu niên kia, điều đó cho thấy nguồn gốc của những thiếu niên này không đơn giản. Một cô gái thân hình rất chuẩn, với chiều cao 1m75, có thể so sánh với người mẫu. Một khuôn mặt chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, đẹp đến nghẹt thở. Tóc đuôi ngựa buộc cao, chin chu và sang trọng. Nhưng cũng tràn đầy hào quang, lộ ra khí chất lạnh lùng khó gần. Hà Dạ Tuyết, viên ngọc quý trong lòng bàn tay của gia tộc vua cờ bạc số 1 tại đảo Kim Cương. Ba người còn lại là Nhậm Kiêu Phong của nhà họ Nhậm, gia tộc giàu thứ 2 trên đảo Kim Cương, Phương Khởi Doanh của nhà họ Phương, gia tộc giàu thứ 3 và Quách Phi Hiệp của nhà họ Quách, gia tộc giàu thứ 4. Tất cả đều là những người phong độ bất phàm, như thể các gia tộc lớn đều có mặt tại đây. Tập đoàn Minh Cường dưới sự chỉ đạo của Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm vẫn đang phát triển, nhưng xét về nguồn lực tài chính thì vẫn kém hơn một chút so với những người giàu có trên đảo Kim Cương. Những người này vừa đến, mặt đầy hung tợn, họ bao trọn tàu, tất cả mọi người đều bị đuổi đi, ngoại trừ Diệp Lâm Quân. Theo quan điểm của họ, điều này thật sự đáng giận. Chính là tôi đấy. Diệp Lâm Quân chế nhạo. Hà Dạ Tuyết sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Lâm Quân trong chốc lát, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác. Một người đàn ông bình thường chẳng có sức hút gì với cô ta cả. Ngay cả đảo Kim Cương, nơi được mệnh danh là quê hương của thuật pháp, có những thiên tài hiếm có, gia đình tài chính hàng trăm năm, những thiên tài thuật pháp khó lường, những thiên tài võ thuật kế cả thiên tài từ các nước khác đến. Nhưng những điều này không lọt vào mắt của cô. Tiêu chuẩn nhìn người của Hà Dạ Tuyết cực kỳ cao. Chưa bao giờ coi trọng đàn ông bình thường. Cho đến khi, Diệp Lâm Quân xuất hiện và lập tức đứng trên vạn người trong danh sách của cô A. Cô ta tin rằng chồng tương lai của cô sẽ là người đó, Diệp Lâm Quân. Ngay khi cô ta nói điều này, tất cả mọi người tại đảo Kim Cương đều bị một phen, chấn động. Người đàn ông có năng lực như vậy. Đấy là người duy nhất cô ta coi trọng. Điều mà Hà Dạ Tuyết không ngờ là Diệp Lâm Quân, người đứng đầu danh sách xếp hạng mà cô ta ngưỡng, mộ. Lại ở ngay, trước mặt cô tan chỉ là trong nháy, mắt cô ta liền không có hứng thú. Phương, Khởi, Doanh, nhìn, Diệp Lâm Quân thêm vài lần nữa. Thấy rằng anh vô cùng bình tĩnh, cho dù là bọn họ hung hãn, Diệp Lâm Quân cũng không chớp mắt. Anh, mau, cút khỏi đây. Quách Phi Hiệp vẻ mặt không kiên nhẫn, không khỏi mắng. Thay vì rời đi, Diệp Lâm Quân hỏi, vậy tại sao không phải các người cút ra khỏi đây? Một câu nói khiến mọi người chú ý, tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên anh, ngay cả Hà Dạ Tuyết cũng nhìn qua. Đúng là một kẻ kiêu ngạo. Đây là ý kiến nhất trí của mọi người. Chính vì ý nào này chúng tôi đã bao toàn bộ rồi, anh nhất định phải xuống tàu. Quách Phi, Hiệp gắn từng chữ, Diệp Lâm Quân nghe xong liền bật cười, thật ngại quá, tôi đã thuê lại con tàu này với giá gấp đôi, lúc này con tàu thuộc về tôi. Các người cút xuống hết cho tôi. Hả? Khi lời này nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả nhân viên và phục vụ cũng sửng sốt. Không phải chứ, chuyện này sao các người không nói với chúng tôi? Quách Phi Hiệp nhìn người phụ trách con tàu. Không có chuyện. Người phụ trách tàu nhanh chóng giải thích. Các người cũng không thông báo với tôi, nên tôi đã bao lại toàn bộ rồi, huống hồ, cái, gì cũng phải có thứ tự trước sau, tôi đến đây sớm hơn các người. Diệp Lâm Quân nói, anh bảo chúng tôi làm gì cơ? Quách Phi Hiệp tức giận gầm lên. Người đâu, ném hắn xuống cho tôi. Quách Phi Hiệp ra lệnh, lập tức, cho thuộc hạ tiến lên. Đợi đã. Một điều nhịn chín điều lành, quên đi. Để anh ta ở lại đi. Hà Dạ Tuyết nói xong, giọng nói, vô cùng tự nhiên. Được thôi, Dạ Tuyết đã nói như vậy, thằng nhóc, anh gặp may rồi. Quách Phi Hiệp không truy cứu nữa. Nhưng trước khi rời đi, anh ta liền chế nhạo Diệp Lâm Quân, đợi khi đến đảo Kim Cương,
tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Chư thần vài người thờ ơ nhìn Diệp Lâm Quân rồi bỏ đi. Thần thái cao cao tại thượng, thể hiện sự khinh thường đối với người bình thường. Ở đẳng cấp cao như họ mà nói, người bình thường không khác gì con sâu coi kiến, Diệp Lâm Quân chưa bao giờ quan tâm đến lời đe dọa của một người như vậy. Những năm qua anh gặp qua những lời đe dọa như vậy còn ít. Nhưng liệu có ai đã làm được? Không một yêu ngay cả nước Chiến Ưng hay Richard cũng chưa từng làm được điều đó. Chưa kể chuyện này, Hà Dạ Tuyết đã sớm rời đi. Cô không muốn quan tâm đến những chuyện như vậy, vì thế đã đồng ý đưa Diệp Lâm Quân lên tàu. Đến lúc đó, Diệp Lâm Quân sống hay chết, không liên quan gì đến cô ta. Cho dù Quách Phi Hiệp có làm gì Diệp Lâm Quân, cô ta cũng sẽ không ngăn cản. Dương, Hạo Quân tiếp tục đọc thông tin về bậc thầy đại sự thuật pháp. Đây là một huyền thoại. Tương truyền ông ấy bị khiếm khuyết về thể chất từ khi còn là một đứa trẻ, không có tay trái và bàn chân phải, mắt phải bị mù và bị điếc bên trái. Còn có người nói, ông ấy là người mang trong mình những bí mật động trời nên sinh ra đã bị tàn tật tiếp sau đó là hàng loạt những hình ảnh về ông ấy. Càng nhìn càng cảm thấy người này thật thần kỳ, Diệp Lâm Quân càng thêm tự tin. Ít nhất thì Lý Từ Nhiệm có nhiều hy vọng hơn. Đây quả thật là một điều tuyệt vời. Trong ca bíp sang trọng, đám người Hà Dạ Tuyết tụ tập cùng nhau. Dạ Tuyết lần này về, hôn sự của cậu vốn đã được định rồi. Lần này bất luận thế nào, muốn trốn cũng không trốn được rồi. Phương Khởi Doanh nói. Hà Dạ Tuyết bình tĩnh nói, bỏ đi, đây là số mệnh của tôi. Tôi, chỉ, có thể, chấp nhận. Nhậm Kiều Phóng cười nói, Dạ Tuyết, cậu đừng buồn, tôi đã nhìn thấy chồng sắp cưới của cậu rồi. Chính là cậu chủ của thế lực siêu cấp. Chính là tập đoàn Hắc Thủy của nước Chiến Ưng. Bất luận lai lịch, bối cảnh đều không có gì để bàn. Có thể nói đây chính là chân mệnh thiên tử đấy. Điều quan trọng nhất cậu biết là gì không? Nhậm Kiều Phong đột nhiên trầm giọng, cúi đầu, ý bảo mọi người lại gần. Là gì? Vài người tò mò nhìn anh ta. Mọi người biết người chống lưng cho tập đoàn Hắc Thủy là ai không? Ai? Đó là phòng thí nghiệm bí ẩn và đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Của nước Chiến Ưng, phòng thí nghiệm chư thần. Chắc hẳn mọi người ít nhiều cũng đã từng nghe đến chuyện này đúng không? Nhậm Kiêu, Phong nói một, cách, thần bí. Mọi người đồng thanh gật đầu, tất cả mọi người lúc này đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng rồi. Phòng thí nghiệm đằng sau, Richard được gọi là phòng thí nghiệm chư thần. Chỉ cần nghe tên thôi cũng biết khủng khiếp. Như thế nào? Phòng thí nghiệm này đã tự ám chỉ bản thân chính là các vị thần ở trên con người, chuyện này đương nhiên nghe nói. Chúng ta thậm chí đã mua sản phẩm bí mật của phòng thí nghiệm này. Không ngờ tập đoàn Hắc Thủy lại có người chống lưng, như, vậy. Hà Dạ Tuyết có vẻ ngạc nhiên, nói thẳng ra thì tập đoàn Hắc Thủy là phòng thí nghiệm chư thần. Là phòng thí, nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới, nó đòi hỏi rất nhiều kinh phí và tài nguyên, tập đoàn Hắc Thủy là, sự lựa chọn tốt nhất. Nguồn gốc cũng chính từ bọn họ mà ran. Nhậm Kiều Phong nói. Phương Khởi Doanh thở hổn hển, kinh khủng vậy sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt. Dạ Tuyết lấy đúng người rồi. Ông tôi từng nói rằng có thể chạm vào góc cạnh của phòng thí nghiệm chư thần, có thể chứng tỏ người đó đang đứng trên đỉnh của thế giới. Đừng nói đến việc gia nhập. Dạ Tuyết kết hôn, ngay lập tức có thể được vào phòng thí nghiệm. Đúng vậy, Dạ Tuyết, đây là một cơ hội tuyệt vời. Tôi cũng nghe nói rằng phòng thí nghiệm chư thần kiểm soát, những thứ quan, trọng nhất trên thế giới. Đấy mới chính là thực sự đứng trên đỉnh của đỉnh. Mọi người nhìn Hà Dạ Tuyết với vẻ ghen tị. Ngay cả biểu hiện của Hà Dạ Tuyết cũng dịu đi rất nhiều, vì là hôn nhân tợ ích, càng nhiều lợi ích càng tốt. Dưới sự ảnh hưởng của quyền lợi đại gia đình, Hà Dạ Tuyết đương nhiên muốn đứng đầu trên mọi lĩnh vực. Sức hút của phòng thí nghiệm chư thần đối với cô ta là rất lớn. Nếu Diệp Lâm Quân nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, có lẽ anh sẽ rất sốc, sự tồn tại khủng khiếp, phòng thí nghiệm chư thần. Con thuyền đi suốt một ngày đêm, cuối cùng cũng đến được đảo Kim Cương. Trước khi xuống thuyền, Quách Phi Hiệp nhếch miệng, suýt nữa thì quên thằng nhóc, đợi anh ta ra đây cho tôi. Nhóm người Hà Dạ Tuyết trời đi trước một bước. Bọn họ căn bản không để Diệp Lâm Quân trong lòng. Không khác gì việc nhìn một con kiến mọt dưới đất cả, Quách Phi Hiệp đang tuổi trẻ sức dài vai rộng. Bị Diệp Lâm Quân ngó lơ thì anh ta tỏ vẻ khó chịu rõ ràng. Anh ta dẫn theo một đoàn hộ vệ đứng chờ Diệp Lâm Quân, gia tộc thường xuyên răn dạy rằng không nên gây chuyện ở ngoài Lạc Việt. Sẽ nảy sinh phiền toái. Thế nhưng nơi này là đảo Kim Cương, là địa bàn của ông đây.
để coi ông đây sẽ xử lý mày như thế nào. Quách Phi Hiệp cười gần mà bảo. Qua một hồi lâu, anh ta đã nghĩ ra được rất nhiều chiêu trò để đối phó với Diệp Lâm Quân đến cuối cùng. Thậm chí còn, khiến tự mình bật cười thành tiếng. Cậu chủ, sao thằng danh này vẫn chưa chịu ló mặt ra hỉ? Ấy thế mà chờ mấy phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Lâm Quân đâu, hộ vệ không cầm lòng được bèn lên tiếng hoi. Chờ chút nữa đi, không chừng thằng này nó ở tít sâu bên trong cơ. Quách Phi Hiệp không khỏi nói. 5 phút đồng hồ. 10 phút, thời gian trôi qua từng giây một. Ước chừng đã 20 phút trôi qua. Đám người Quách Phi Hiệp từ đầu đến cuối vẫn chưa thể thấy được bóng dáng của Diệp Lâm Quân đi đằng nào. Thế này là làm sao đây? Chẳng lẽ thằng danh này rời thuyền trước rồi? Ngay cả Quách Phi Hiệp cũng phải tự mình nghỉ hoặc. Cậu chủ, nhất định không có chuyện gì đâu. Từ lúc thuyền cập bến tới giờ chúng ta vẫn luôn canh chừng ở đây. Làm gì có người nào rời thuyền đâu. Thằng nhóc kia lại chỉ là người bình thường, không lý nào lại rời khỏi thuyền dưới mí mắt của chúng ta được. Một hộ vệ trả lời với giọng điệu kiên quyết. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả, làm sao lại có thể có người không bản quyền oi bọn nhộ ra gì mà chạy thoát được chứ? Làm gì, có chuyện đó được. Đối với tình hình này, Quách Phi Hiệp không hề nghi ngờ chút nào. Có phải, thằng danh, ngài sợ mình đến gây sự với nó nên mới cố ý giúp trên thuyền không chịu xuống không? Quách Phi Hiệp nghĩ đến một khả năng. Chuyện này rất có thể. Mọi người ai nấy đều sáng mắt lên. Thế thì mau đi tìm cho ta, mấy người các cậu đứng đây canh chừng. Quách Phi Hiệp dẫn mấy chục hộ vệ đi lên thuyền, bắt đầu tìm kiếm Diệp Lâm Quân. Thế nhưng cho dù bọn họ đã lật tung từng ngóc ngách của chiếc thuyền lên rồi thì vẫn chẳng thể nào lần mò ra được tí dấu vết nào của Diệp Lâm Quân cả. Cậu chủ Quách, ca canh, đang tìm gì vậy ạ? Người quản lý thuyền đến gần chào đón. Cái thằng danh kia đâu? Quách Phi Hiệp hỏi. À, cậu ta ấy, hả? Rời thuyền từ sớm rồi. Bởi vì người trên thuyền cũng không đông lắm thế nên bọn họ cũng rất chú ý đến Diệp Lâm Quân. Chính mắt ông ta nhìn thấy Diệp Lâm Quân rời thuyền cơ mà. Cái gì, đã xuống thuyền rồi, chuyện khi nào vậy? Quách Phi Hiệp và đám hộ vệ ai nấy đều khiếp sợ vô cùng. Thì tầm 20 phút trước đấy. Làm gì có chuyện đó, 20 phút trước đám người bọn ta canh giữ ở phía dưới đấy. Không thể có chuyện nó rời đi được. Quách Phi Hiệp một mực phủ định. Người quản lý thuyền cười khổ bảo, cậu chủ Quách Hà, lúc đó tôi còn nhìn thoáng qua đồng hồ mà, thời gian chính xác là như vậy đấy. Cậu chủ Quách, à chính, xác, 20 phút trước cậu ra đã đi rồi. Những người khác ai nấy đều khẳng định y như vậy. Đám người Quách Phi Hiệp thấy người quản lý thuyền thoạt trông như không phải là đang nói dối chuyện gì thì đều trợn tròn mắt ngờ vực. Hừm, gặp quỷ chắc. Làm sao? Mà vô duyên vô cớ người lại biến mất tăm mất tích như vậy. Bọn họ đã chặn đứng đầu ra rồi, làm sao lại có thể không để bọn họ vào mắt vào chốn biệt đi được. Làm gì, có chuyện này cơ chứ, chẳng lẽ Diệp Lâm Quân là, bọn họ nghĩ đến một loại khả năng, ấy là Diệp Lâm Quân không phải, là người thường, mà là một vị siêu cường giả, mạnh hơn hết thảy mọi người ở đây. Nhưng đó là chuyện không thể, nào. Cậu chủ Quách, anh nói thằng danh này liệu có biết chuyện chúng ra đón đầu nó nên đã đâm đầu xuống biến tránh nạn không nhỉ? Có người đưa ra một khả năng. Đúng đúng đúng, rất có thể là như vậy. Những người khác cũng đều cảm thấp trường hợp này có khả năng rất là cao. Quách Phi Hiệp cho người tìm thêm một lượt nữa, sau khi tìm không ra cái gì thì mới chịu dẫn người rời đi. Thế nhưng, Quách Phi Hiệp lại cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Nếu nhảy xuống biển để đào tẩu thì người của gã cũng phải phát hiện ra chứ nhỉ. Đám này cũng có phải là hộ vệ tâm thường gì đâu. Hoặc là cường giả võ đạo, hoặc là siêu năng giả. Cự ly gần như thế mà lại có người chạy mất thì làm sao mà lại không phát hiện ra được. Không được rồi, tìm hắn chấm CSO tôi. Quách Phi Hiệp phái người tìm kiếm Diệp Lâm Quân khắp đảo Kim Cương. Giờ phút này, Dương, Hạo Quân đã tới nơi rầm sầm uất của đảo Kim Cương rồi. Diệp Lâm Quân đã cố ý tránh Quách Phi Hiệp để không phải đính đáng đến những phiền toái không cần thiết. Chẳng phải anh sợ hãi gì đám nhãi danh Quách Phi Hiệp này, chủ yếu là thầy phiền. Cũng lại lười ra tay nữa. Những kẻ này cũng chẳng có tư cách khiến anh phải ra tay. Anh trực tiếp đi tìm vị đại sư thuật pháp kia luôn. Quách Phi Hiệp cũng nhanh chóng hội họp lại với đám người Hà Dạ Tuyết. Phi Hiệp, sắc mặt cậu trông rất tệ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?
Hà Dạ Tuyết nhìn ra một ít dấu vết thì không khỏi lên tiếng. Nhậm Kiêu Phong cười khẩy khích bác, Phi Hiệp này, đừng nói cậu bị thằng nhóc kia xử đẹp đấy nhé. Quách Phi Hiệp miễn cưỡng cười hùa, nào có, thằng danh đó biết tôi sẽ xử lý nó nên đã nhảy xuống biển chạy trước rồi. Ô, thế không có việc gì là được. Diệp Lâm Quân kẻ tâm thường cỡ này cũng chẳng đáng để đám người Hà Dạ Tuyết bọn họ phải để ý đến. Bọn họ cũng không hề hỏi thêm gì nhiều. Chẳng bao lâu, mấy người đi vào một sơn trang được trang trí xa hoa tựa như chốn cung điện đế vương. Hộ vệ ít ra cũng phải đến 1.000 người, nơi nơi đều có cao thủ đứng canh gác. Còn có không ít các loại vũ khí tiên tiến nữa. Tại gia tộc Vừa Cờ Bạc. Cô chủ, ngày mai cậu chủ của tập đoàn Hắc Thủy sẽ tới đảo Kim Cương đó. Nghe nói ở nước Chiến Ưng cậu ta cũng là một chuyên kỳ đấy. Nói vậy thì ở cái đất Lạc Việt này cơ bản là chẳng có người trẻ tuổi nào có thể sánh bằng cậu ta rồi. Cả gia tộc ai nấy đều rất vừa lòng đó. Hòn nữa ông chủ cũng vui mừng nhất đấy. Bấy giờ, quản gia đi ra đón chào, còn không quên nói mấy lời tâng bốc vị hôn phu của Hà Dạ Tuyết một thôi một hồi. Nhưng mà cậu ấy so ra lại kém Diệp Lâm Quân. Hà Dạ Tuyết lại hờn dỗi đáp lại một câu. Cho dù cô có ta chấp nhận chuyện hôn nhân do gia tộc sắp đặt thì cũng không có nghĩa là cô ta sẽ tán thành cái người này. Người mà cô ngưỡng mộ trong lòng bấy lâu vẫn chỉ có Diệp Lâm Quân kia mà thôi. Lần này nhóm 4 người bọn họ rời khỏi đảo Kim Cương chính là để tận mắt đón xem giải đấu thiên tài cả đấy. Đây cũng là do gia tộc tự bày mưu sắp xếp cả. Chủ yếu là để gặp mặt được nhiều rồi kết bạn được thêm nhiều người mà thôi. Thậm chí còn có thể lựa chọn ra một người xuất sắc nhất từ phương Đông Lạc Việt. Hoặc chăng là một vị hôn thê nữa. Bốn phương khởi doanh và mấy người Hà Dạ Tuyết đều rất coi trọng các thiên tài này. Ai ngờ tự dưng lại có một người như Diệp Lâm Quân đột nhiên xuất hiện. Cái khung cảnh chấn động khắp chốn, mấy trăm thiên, tài cung kính đồng thanh gọi một tiếng thầy kia đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng các cô. Huống chỉ tuổi tác của Dưỡng Hạo Quân thì cùng lắm cũng chỉ hơn các cô vài tuổi mà thôi. Đến cả khí, chất và sức cuốn, hút thì khỏi phải bàn rồi. Sau khi nhìn thấy phong thái ngời ngời của Diệp Lâm Quân, Hà Dạ Tuyết đã chẳng thể nào nhìn vừa mắt bất kỳ ai khác. Cậu chủ của tập đoàn Hắc Thủy thì chẳng qua cũng chỉ là được ăn sái tiếng tăm của phòng thí nghiệm chư thần mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.